Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 41. Đi theo Tô Thương lăn lộn, có lẽ cũng không phải chuyện xấu, vì thế Từ Ngọc Phong cũng không che giấu, định chủ động đưa vòng tay lưu trữ ra. Vòng tay thì tôi không cần, có điều, ông có đá năng lượng thì đưa ra trước đi, nếu ông có thì cho tôi hết. Tô Thương thản nhiên nói. Vâng. Từ Ngọc Phong gật đầu cung kính. Sau đó liền lấy ra hơn 2.000 viên đá năng lượng trong vòng tay lưu trữ ra, toàn bộ thả xuống đất. Tô Thương thấy vậy, vừa mới động suy nghĩ, liền thu vào vòng tay lưu trữ của mình. Từ Ngọc Phong thấy vậy, thì lộ ra một nụ cười khổ. Thì ra cậu chủ đã sớm biết mình dùng thủ đoạn rồi, trước đó còn giả vờ như chưa từng thấy qua vòng tay lưu trữ nữa chứ. Nhớ lại những hành động lúc nãy của mình, Từ Ngọc Phong liên tục cười khổ. Hôm nay tôi không phải thi, ngày mai lại về võ đang cũng được, Từ Ngọc Phong, tìm cho tôi cái phòng. Lúc này, Tô Thương phân công nói. Vâng, Từ Ngọc Phong không dám chậm trễ, nhanh chóng đã sắp xếp cho Tô Thương được một căn phòng yên lặng. Còn về Từ Ngọc Phong, thì quay về võ đang, tiếp tục ngồi trên vị trí trọng tài. Mà Tô Thương, tâm lặng như nước, ngồi thiền trong phòng, chuẩn bị tốt để tấn cấp trúc cơ. Chỉ có hoàn toàn làm tốt được khâu chuẩn bị, ngày sau mới có thể tránh bị ma tâm quấy nhiễu. Nhất là công pháp Tô Thương tu luyện, Cửu U Trấn Ngục Quyết vốn là đến từ địa ngục Cửu U, nền tảng trúc cơ nhất định phải thận trọng. Lúc này, cuộc thi ở Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái, đang diễn ra với khí thế hừng hực. Tây Môn Long Ngâm đấu với Triệu Tầm Hoan, không chút lo lắng nào, Tây Môn Long Ngâm chiến thắng. Ngay sau đó, Tây Môn Hổ Tiếu cũng thắng. Đánh bại một vị thiên tài không biết tên, thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Sau đó, Phật tử Vô Cơ, Triệu Chỉ Nhược, đông đảo thiên tài lần lượt tấn cấp. Vốn dĩ có dự định 2-3 ngày tranh tài mới xong, nhưng giờ mới trước 8 giờ đêm đã kết thúc rồi. Ngày thứ 2, Tô Thương kết thúc trạng thái ngồi thiền, cùng với Ali đi đến khách sạn Cửu Phong ở Võ Đang Cổ Trấn. Ở đây, anh gặp được Thiên Sơn Tuyết. Tuyết Nhi, Du Du đâu, sao không thấy con bé? Tô Thương cười hỏi. Vừa thấy mặt liền hỏi con gái liền, Tô Thương, trong lòng anh, em là quan trọng hay là Du Du quan trọng hơn? Thiên Sơn Tuyết cười hỏi lại, chuyện này. Tô Thương sờ lên mũi, công bằng nói một tiếng, ai cũng đều quan trọng hết, hai người ai cũng quan trọng. Tuyết Nhi, em không phải đang ghen với con gái đó chứ? Thiên Sơn Tuyết cười một tiếng. Tất nhiên không so sánh với con rồi, sau đó cô nói, em cho người đưa Du Du đi rồi, con bé đã tham gia tranh tài, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Huống hồ, đừng nhìn võ đang bây giờ sóng yên biển lặng, sau đại hội võ thuật trăm tông phái, nơi này sẽ có một trận đại loạn, để con bé ở đây quá nguy hiểm. Thiên Sơn Tuyết nghiêm túc nói. Tô Thương nghe vậy liền nói, Tuyết Nhi, em nói đại loạn, là chỉ thập đại cổ tộc sao? Thiên Sơn Tuyết kinh ngạc hỏi, làm sao anh biết? Hôm qua anh đi gặp lão độc vật, có nói chuyện với ông ta một lúc. Tô Thương nói như vậy. Thì ra là thế. Thiên Sơn Tuyết gật gật đầu, sau đó nhắc nhở Tô Thương, mặc dù em không biết lão độc vật nói gì với anh, có điều, anh phải cẩn thận lão già này, ông ta từ trước đến nay luôn quỷ kế đa đoan. Anh hiểu rồi. Ừm. Thiên Sơn Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, vội nói tiếp chuyện về thập đại cổ tộc. Em trước đó định nói cho anh, chỉ là sợ anh lo lắng quá, nên vẫn luôn không nói ra. Có điều anh yên tâm, trước kia thập đại cổ tộc có thể sai khiến giới luyện võ, nhưng bây giờ lại không giống trước nữa rồi. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp, giới luyện võ bây giờ, không thể so sánh được. Mặc dù thập đại cổ tộc đều là người tu chân, nhưng lại bị thiên đạo kìm hãm, không thể đặt chân đến kết đan được, người tu chân cảnh giới trúc cơ. Thì võ thần lục địa hoàn toàn có thể chống lại được. Thiên Sơn Tuyết nghiêm túc nói, ông nội của em ít ngày nữa sẽ đến võ đang, không chỉ có như thế, em vừa nhận được tin, các trụ cột ẩn giấu của những tông phái lớn, cũng đang trên đường đi đến, dù là thập đại cổ tộc có xuất hiện, cũng đừng hòng biến đổi giới luyện võ. Tô Thương, chuyện bây giờ phải làm, là nghiêm túc thi đấu, dưới khả năng cho phép của mình, tranh thủ lấy được thứ tự tốt nha. Thiên Sơn Tuyết an ủi nói. Được. Tô Thương cười cười nói, Tuyết Nhi, em ngồi phía trên nhìn anh biểu diễn được rồi, anh nhất định cầm chắc quán quân. Cái gì mà minh chủ Cửu Phong, cấp bậc quá thấp đi,
anh sẽ để cho em làm phu nhân minh chủ giới luyện võ, nắm giữ toàn bộ giới luyện võ. Tô Thương cam kết, cố gắng là được. Thiên Sơn Tuyết cười một tiếng, sau đó nói, đúng rồi, tên của 10 người mạnh nhất có rồi, anh biết có những ai không? Nói nghe thử xem, Tô Thương cười nói, trong lòng có chút tò mò. Người đầu tiên tấn cấp chính là đạo trưởng Vương Dã, thứ hai là Vương Phú Quý. Thiên Sơn Tuyết nói liên tục, tiếp theo là Lão Độc Vật, Đỗ Phi Dương, Tây Môn Long Ngâm, Tây Môn Hổ Tiếu, Phật Tử Vô Cơ, Triệu Chỉ Nhược còn anh nữa. 1, 2, 3, 4, Tuyết Nhi thêm anh nữa không phải chỉ mới có 9 người thôi hả, không phải 10 người tấn cấp hay sao, em đừng có nghĩ anh không biết đếm nha. Tô Thương thuận miệng nói ra, người cuối cùng, anh không cần lo lắng, anh ta là thí sinh đến từ núi Lão Quân, tên là Quân Vu, cảnh giới thần tông trung kỳ, bình thường không có gì đặc biệt. Thiên Sơn Tuyết trả lời lại, nói anh ta hoàn toàn dựa vào may mắn, không gặp phải thiên tài đẳng cấp, mỗi một trận đều chém giết sau cùng, bản thân lại bị trọng thương, miễn cưỡng tấn cấp vào top 10. Cuộc thi ngày hôm qua em có xem, đối thủ của Quân Vô Ưu đều là thiên tài không nổi tiếng, hai người đánh hơn một giờ, cuối cùng Quân Vô Ưu khó khăn mới thắng được. Thiên Sơn Tuyết khẽ cười nói, anh có thể nhẹ nhõm giết chết Tống Thanh Dương, người này không đủ gây nguy hiểm. Cuộc tranh tài của 10 người tấn cấp mạnh nhất, hôm nay phải rút thăm trước mặt mọi người, để quyết định đối thủ của mình. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn, nếu ai rút được Quân Vô Ưu, nhất định tấn cấp vào 5 người mạnh nhất đó. Thiên Sơn Tuyết cười nói, thời gian cũng sắp đến rồi, Vương Phú Quý và Trương Mộ Cổ đã ở lôi đài bên kia rồi, Tô Thương, đi thôi, qua hiện trường rút thăm, hy vọng anh có thể kéo được may mắn của ngày hôm qua, rút được Quân Vô Ưu. Ha ha, Tuyết Nhi, xin vía của em nha. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền cùng Thiên Sơn Tuyết rời khỏi khách sạn Cửu Phong. Rất nhanh, Tô Thương cùng Thiên Sơn Tuyết đi đến hiện trường Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái. Còn về Ali, thì biến mất, ẩn núp trong bóng tối để bảo vệ Tô Thương bất kỳ lúc nào cần. Giờ phút này, xung quanh lôi đài người người nhốn nháo, rất rõ ràng, vòng đấu 10 chọn 5 thu hút rất nhiều người xem. Vương Phú Quý cùng Trương Mộ Cổ, đứng ở trong đám người. Trong đó, Vương Phú Quý liếc mắt liền thấy được Tô Thương, hấp tấp chạy đến chào hỏi. Con mẹ nó, Tô Đại Thiếu Gia, cuối cùng anh cũng xuất hiện, hôm qua anh đi làm gì thế? Vương Phú Quý kích động nói, anh không biết đó thôi, ngày hôm qua tranh tài đặc sắc cực kỳ nha, Tây Môn Long Ngâm cùng với Tây Môn Hổ Tiếu, đều con mẹ nó không phải là dễ chơi đâu nha. Còn có cái cô người tình nhỏ Triệu Chỉ Nhược nữa, đặc biệt lắm nha, một tay kiếm Hà Hoa, mặc dù kiếm ý không có lợi hại như tôi, nhưng kiếm chiêu biến hóa khó lường, mạnh đến mức không còn gì để nói. Vương Phú Quý nói tiếp, nhất là cái tên đầu chọc, Vô Kê, đó kìa, thật là đáng sợ nha, dáng vẻ trang nghiêm giống như vạn pháp bất xâm, ông đây cảm thấy cuộc thi hôm nay muốn thua rồi đây. Nói xong lời cuối cùng, Vương Phú Quý lộ ra một vẻ uể oải. Rõ ràng có chút không vui. Ha ha, coi như dừng ở 10 người mạnh nhất, cũng tính là được đó chứ, với biểu hiện của cậu, đủ để cho nhà họ Lưu hài lòng rồi. Tô Thương an ủi nói. Nói cũng đúng. Nghe nói như thế, Vương Phú Quý lại tự hào, cười đắc ý nói, ông đây có thể đứng trong danh sách 10 người mạnh nhất, cái cô nàng bạo lựu Lưu Sở Điểm kia nếu như biết được, chắc chắn sẽ rất sùng bái tôi nha, nhà họ Lưu cũng phải coi tôi là khách quý. Hi hi hi. Anh Phú Quý, Lưu Sở Điềm là ai? Lúc này, Trương Mộ Cổ bên cạnh nghi ngờ nói. Vợ của tôi, Vương Phú Quý nói như thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Mộ Cổ nghe vậy, trong mắt đột nhiên lóe lên một vẻ mất mát. Ai ya, anh Phú Quý có vợ rồi, đáng tiếc quá. Hửm. Vương Phú Quý nhìn thấy biểu cảm này của Trương Mộ Cổ, nhất thời lỗ đờ nín chặt. Lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn sang Trương Mộ Cổ, thận trọng hỏi, anh Trương Mộ Cổ, anh thế này là có ý gì chứ, không phải có ý đồ gì với tôi phải không? Tôi cảnh cáo anh nha, ông đây là đàn ông thẳng tắp nha, anh đừng suy nghĩ lung tăn ninh, nếu không thì chúng ta đến bạn bè cũng không còn là bạn bè được nữa đâu nha. Vương Phú Quý nghiêm túc nói, tôi, mẹ nó chứ, sắc mặt Trương Mộ Cổ lập tức tối sầm lại, nhịn không được mà chửi thề. Khốn nạn! Vương Phú Quý vội vàng tránh sau lưng Tô Thương, cắn răng nói,
khốn nạn, Trương Mộ Cổ, anh thật sự có ý đồ xấu với tôi hả, đã thẳng thắn muốn, rồi. Con mẹ nó, sắc mặt Trương Mộ Cổ càng tối sầm hơn, cắn răng nói, tôi có một chị gái họ, đẹp như hoa như ngọc, tuổi vừa tròn đôi mươi, tôi vốn định giới thiệu chị họ cho anh, vì thế khi biết anh có vợ rồi, mới cảm thấy tiếc hận như thế, anh ở đây nói bậy cái gì thế hả? Khụ khụ, hóa ra là như vậy. Vương Phú Quý biết rõ chuyện này, có chút xấu hổ, lúng túng nói, ha ha, anh Trương Mộ Cổ, lần sau anh nói rõ ràng ra nha, để tránh mọi người hiểu lầm ha. Anh cho tôi cơ hội để nối hay sao? Mắt Trương Mộ Cổ trợn lên, liếc nhìn Vương Phú Quý một cái. Được rồi, anh Trương Mộ Cổ, bớt giận, đừng để ý nữa, coi như lúc nãy tôi đang nói đùa. Vương Phú Quý cười cười, giải thích nói, kỳ thật, cái này cũng không trách tôi được, chủ yếu là do Tô đại thiếu gia. Anh ấy nhớ thương tôi từ lâu, mỗi lần nhìn tôi thì ánh mắt anh ấy đều toát lên vẻ không bình thường, từng nhiều lần ám chỉ tôi, nói anh ấy đổi giới tính thì không vấn đề gì, tôi mới theo bản năng cảm thấy anh. Vương đại thiếu gia. Vương Phú Quý còn chưa nói hết lời, Tô Thương liền trầm mặt xuống, ngắt lời, cậu vừa nói cái gì? Ha ha, Tô đại thiếu gia, không nói gì hết, tôi, ai, ui. Vương Phú Quý đang định giải thích, nhưng Tô Thương đã nhấc chân lên đá vào mông Vương Phú Quý một cái, dọa đến Vương Phú Quý vừa che mông vừa chạy. Tô đại thiếu gia, anh có thể nhẹ một chút hay không hả, anh làm đau cái mông của người ta đây rồi này. Vương Phú Quý oán trách Tô Thương một câu, sau đó nhanh như chớp chạy hòa vào dòng người phía xa. Con mẹ nó, ông đây chỉ đá cậu một chân, cái gì mà làm đau mông chứ, không biết nói chuyện thì đừng nói chuyện. Tô Thương liếc nhìn Vương Phú Quý một chút, cũng không đuổi theo, lo Vương Phú Quý lại nói ra điều gì khó nghe, lại làm bẩn tai anh. Tô Thương, không ngờ anh lại có hứng thú đối với mông của đàn ông như thế đó nha. Thiên Sơn Tuyết bên cạnh, ôm cánh tay mỉm cười nói. Khụ, đừng nghe Vương Phú Quý nói lung tung, Tô Thương lúng túng sờ lên mũi. Em họ, đúng lúc này, Thạch Hạo Hãn vùng núi Tế Trời đi tới, trước tiên là chào hỏi với Tô Thương. Anh họ, Tô Thương cười đáp lại, sau đó ân cần hỏi, vết thương của anh thế nào rồi, hôm qua em thấy anh bị thương khá nặng đó nha. Cũng gần như khỏi hẳn rồi, vùng núi Tế Trời có cổ đan dược trị thương, chút tổn thương này của anh không đáng gì đâu. Thạch Cửu Thiên thở dài một hơi nói, chỉ tiếc, anh thua trận mất rồi, phải dừng lại ở 20 người mạnh nhất. Vết thương khỏi hẳn là tốt rồi. Tô Thương gật gật đầu, sau đó an ủi nói, anh họ, thi đấu thắng thua là chuyện rất bình thường, không cần để ý trong lòng đâu. Hơn nữa, chỉ là anh không may mắn lắm thôi, đối thủ của anh là lão độc vật đã tu luyện mấy trăm năm rồi, dù là thua cũng không mất mặt. Thua cũng là thua, anh không tìm bất kỳ lý do gì khác. Em họ, em không cần phải an ủi anh không phải người không chấp nhận thua đâu. Thạch Cửu Thiên cười nhạt một tiếng, ngay sau đó cười nói, có điều, anh không thể nào dựa vào sự cố gắng của mình, để ông nội thả cô Ngọc Yến ra được. Em họ, anh nghe nói em cũng có một cái giao ước với ông nội. Chỉ cần em có thể đạt được vị trí số 1, ông nội sẽ tiếp nhận em, cho phép em đến vùng núi Tế Trời gặp cô. Thạch Cửu Thiên khích lệ nói, vì thế, em họ. Trận đấu tiếp theo, em nhất định phải dốc hết toàn lực, dù là không vì mình, cũng phải vì cô mà cố gắng một lần nha. Anh họ, anh yên tâm đi, vị trí số 1 của Đại hội Võ Thuật, em nhất định phải được. Tô Thương nói nghiêm túc. Ha ha, ban ngày ban mặt, mà đã nằm mơ rồi hả, Tô Thương, anh tốt nhất cầu nguyện đừng để gặp được tôi nha. Lúc này, Tây Môn Hổ Tiếu từ bên cạnh đi qua, tất nhiên nghe được lời Tô Thương nói. Liền lộ ra một điệu cười chế nhạo, sau đó bước lên lôi đài. Tây Môn Hổ Tiếu. Ha ha, anh đã sống quá 2 ngày rồi, hôm nay anh phải chết. Tô Thương nhìn chằm chằm bóng lưng của Tây Môn Hổ Tiếu, hai mắt híp lại, trong mắt hiện ra sát ý ngập trời. Em họ, ổn định tâm lý đi, em không cần để ý đến anh ta, cứ chờ phân cao thấp ở trên lôi đài. Thạch Cửu Thiên vỗ vỗ vai Tô Thương. Tô Thương gật đầu. Ngoài ra, Thạch Cửu Thiên nghiêm túc nhắc nhở, em họ, em nhất định phải đề phòng cái người tên Lâm Uyên kia, cũng chính là lão độc vật đó. Ông ta đã đặt chân đến bán trúc cơ rồi, cảnh giới cao hơn em, mà tất nhiên có thủ đoạn khác, hôm qua ông ta thả ra xương độc, thật sự là quá mạnh,
nếu như không phải làn xương độc màu đen đó thì ông ta chưa chắc đã thắng được anh đâu. Hiểu rồi, anh họ, em sẽ không xem thường đâu. Tô Thương cười gật đầu. Lúc này, trên lôi đài truyền đến tiếng trọng tài hiện trường, đại hội võ thuật 10 chọn 5, mời 10 người dự thi đi vào lôi đài, tự tay rút thăm đối thủ của mình. Lời của trọng tài vừa nói xong, người dự thi tấn cấp vòng 10 người, lần lượt đi lên lôi đài. Anh họ, không nói chuyện nữa, em đi lên trước đây. Tô Thương nói tạm biệt với Thạch Cửu Thiên, lại nhìn vào Thiên Sơn Tuyết nở ra một nụ cười, ra hiệu đối phương không cần lo lắng, ngay sau đó liền bước lên lôi đài. Quy tắc rút thăm rất đơn giản, hiện trường có 5 miếng ngọc bội, mỗi một miếng ngọc bội ở trước mặt mọi người cũng chia làm hai nửa, bỏ vào một cái hộp đặc chế nhưng không trong suốt. Tên của 10 người dự thi, mỗi người rút ra nửa miếng ngọc bội, hai người nào lấy được nửa viên ngọc bội của nhau thì sẽ đối đầu, chính là đối thủ của nhau. Dưới sự sắp xếp của trọng tài tại hiện trường, quá trình rút thăm diễn ra bình thường, rất nhanh liền có kết quả. Vương Phú Quý không may mắn lắm, rút được Vương Giã của Võ Đang. Lão Độc Vật là đối thủ của Triệu Chỉ Nhược phái Nga Mi. Đỗ Phi Dương là đối thủ của Tây Môn Hổ Tiếu. Tây Môn Long Ngâm cũng tính là không may mắn, rút được Phật Tử Vô Cơ. Còn về Tô Thương, xem ra may mắn hình như thật sự rất tốt, đối thủ đến từ núi Lão Quân, là quân vô ưu bình thường không có gì đặc biệt. Kết quả này vừa ra tới, hiện trường nhất thời sôi dục. Tô Thương lại dẫm nhầm cứt chó rồi. Lần thứ nhất thì không phải đánh nhau, con mẹ nó lần này lại rút được người yếu nhất quân vô ưu, thật là trùng hợp quá đi. Cái này nếu không có nội tình thì tôi thật sự không tin. Đúng thật chứ, liên tục hai lần, tôi không phục nha, chắc chắn là chuyện Võ Đang làm. Quá đen tối, tôi yêu cầu rút lại lần nữa. Chấm chấm chấm. Nhất thời, mọi người đều bàn luận. Yên lặng. Vương Trọng Vân nghe được mấy lời bàn luận này, nhất thời không vui, đứng lên bất mãn nói, các vị, xin đừng nói xấu Võ Đang. Võ Đang làm việc từ trước đến nay luôn công bằng, công khai trước công chúng. Vừa rồi lúc rút thăm, mọi người tận mắt nhìn thấy, trên lôi đài có mấy vị trụ cột làm chứng, làm giả thế nào được chứ? Tô Thiếu Gia chẳng qua chỉ là may mắn nghịch thiên mà thôi, cậu ấy rút thăm được quân vô ưu, không liên quan đến Võ Đang. Hôm qua Thạch Cửu Thiên ở vùng núi Tế Trời không may mắn gặp phải lão độc vật Lâm Uyên, bị loại thê thảm, dừng ở vòng 20 người mạnh nhất. Mọi người thấy cậu ấy có lời oán giận nào không? Vương Trọng Vân chất vấn. Nghe được mấy câu này, hiện trường mọi người im miệng ngay, dù sao không liên quan đến mình, không ai muốn vì chuyện này mà làm cho Võ Đang không vừa lòng. Có điều, Tây Môn Hổ Tiếu trên lôi đài lại không vui, đứng ra nói, Vương Môn Chủ, những chuyện ông nói tôi đều biết rồi, nhưng chuyện này lại trùng hợp quá đi, sao mà hai lần người may mắn đều là Tô Thương vậy? Ồ! Ánh mắt Vương Trọng Vân nhìn vào Tây Môn Hổ Tiếu, nhíu mày nói, Tây Môn Hổ Tiếu, theo ý kiến của cậu thì phải làm sao? Ha ha! Tây Môn Hổ Tiếu lộ ra một nụ cười, thuận miệng nói, nếu muốn nghe tôi nói, thì để tôi đổi với Tô Thương đi, tôi đánh với quân vô ưu, anh ta đánh với Đỗ Phi Dương. Quân vô ưu thực lực gì? Tây Môn Hổ Tiếu hết sức rõ ràng, mấy lần thi trước đều là miễn cưỡng chiến thắng, mà đối thủ cũng đều rất bình thường. Cùng lắm là giỏi hơn một chút so với thần tông trung kỳ bình thường, đây không phải là kinh nghiệm trẻ con hay sao? Nếu mình đánh với quân vô ưu, tin chắc không quá 10 chiêu, có thể đánh được rồi, giành được thắng lợi, thành công tấn cấp 5 người mạnh nhất. Còn Đỗ Phi Dương thì lại khác. Mặc dù Tây Môn Hổ Tiếu chưa từng đánh nhau với Đỗ Phi Dương, nhưng lại thấy tận mắt rồi. Đỗ Phi Dương triển khai bí thuật nhà họ Đỗ, mời 3 linh hồn tổ tiên hiện thân. Vậy mà có thể đánh bại được Thiếu Gia Mặc Đao ở vùng núi thâm sâu Vân Vụ, thực lực quá mạnh. Tây Môn Hổ Tiếu không nắm chắc phần thắng với Đỗ Phi Dương, nên mới đưa ra yêu cầu trao đổi đối thủ. Ha ha, Tây Môn Hổ Tiếu Thiếu Gia thật là biết trộm gà quá đi mà, ai mà không biết quân vô ưu có thực yếu nhất chứ. Quân vô ưu ở núi Lão Quân, thông qua mấy lần tranh tài trước thì có thể thấy được, thực lực kém xa Mặc Đao Thiếu Gia và Thạch Cửu Thiên. Căn bản không xứng với 10 người mạnh nhất, hoàn toàn nhờ vào may mắn, vốn chỉ đến để cho đủ số lượng thôi mà. Đúng vậy, ai rút được anh ta, đều có thể nhẹ nhàng tấn cấp 5 người mạnh, Tây Môn Hổ Tiếu thật là không khách khí, trực tiếp đưa ra yêu cầu muốn đổi đối thủ với Tô Thương.
chấm chấm chấm. Không thể nào. Sau khi mọi người bình luận ầm ĩ, Vương Trọng Vân từ chối thẳng, Tây Môn Hổ Tiếu, cậu cho rằng lúc nãy rút thăm là trò đùa à, nói thay là thay liền được sao? Vương Môn Chủ. Lúc này, Tây Môn Phong Vân khẽ cười nói, không thể nói như thế, đây là chuyện cá nhân của Tô Thương, Quân Vô Ưu, Đỗ Phi Dương, còn có Tây Môn Hổ Tiếu nữa mà. Chúng ta không cần quá độc đoán đâu, hỏi ý kiến bọn họ xem thử thế nào, nếu như bốn người họ đều đồng ý trao đổi, lại không ảnh hưởng đến những người dự thi khác, thì trao đổi một chút cũng không sao. Tây Môn Phong Vân đề nghị. Chuyện này. Vương Trọng Vân sau khi dừng lại vài giây, sau đó gật đầu nói, vậy được rồi, ông chủ Tây Môn nói cũng có lý, không thể quá độc đoán được. Chấm, Tô Thương, Quân Vô Ưu, Đỗ Phi Dương, bây giờ Tây Môn Hổ Tiếu đưa ra ý muốn trao đổi, ý của mọi người thế nào? Vương Trọng Vân nhìn quanh ba người Tô Thương. Tôi không có ý kiến, đánh với ai cũng thế cả thôi. Vừa nói xong, Quân Vô Ưu liền mở miệng nói ra. Anh ta mặc bộ áo choàng màu trắng, bên hông thắt đai lưng ngọc, bên trái đeo một thanh trường kiếm, tóc dài khoảng 10 cm, lại là màu vàng nhạt. Người này chính là Quân Vô Ưu. Lần này anh ta tham gia đại hội võ thuật, ngoài muốn giành được vị trí số 1, còn có một mục đích nữa, chính là giết chết Tô Thương, báo thù cho cha. Mấy trận đấu này, Đỗ Phi Dương không gặp được Tô Thương, đã sớm tức sôi ruột rồi. Mà bây giờ chỉ cần mình đồng ý thì có thể đánh nhau với Tô Thương, cái này còn gì tốt hơn mà phải do dự chứ. Vì thế, Đỗ Phi Dương chắc chắn đồng ý, anh ta đã không còn kịp chờ để xóa sổ Tô Thương nữa rồi. Dù là Tô Thương luyện khí tầng thứ 9 như thế nào, mình chỉ cần mời tổ tiên hiện thân, thì với bí thuật nhà họ Đỗ, đánh bại Tô Thương còn không dễ như trở bàn tay hay sao? Hửm! Cảm nhận được sát ý của Đỗ Phi Dương, Tô Thương đón nhận ánh mắt của anh ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Trước đó, ông chủ nhà họ Đỗ ở Thâm Thành, cùng với Trương Trường Sinh và Cổ Hồng Nguyệt, đến tạo áp lực cho Dược Vương Điện. Sau đó Tô Thương ra tay, giết hết toàn bộ bọn họ, ông chủ Đỗ cũng không ngoại lệ. Chắc hẳn Đỗ Phi Vương đã biết, mình giết Đỗ Minh Viễn, vì thế mới tức giận như vậy. Có điều, Tô Thương không thèm để ý, căn bản không xem Đỗ Phi Dương ra gì, thậm chí còn có chút vui nữa. Nếu như đối thủ của mình là người khác, Tô Thương nhất định phải phí chút sức lực. Nhưng mà đổi lại là Đỗ Phi Dương thì lại khác biệt. Tô Thương có một loại bí thuật, có thể câu hồn, hoàn toàn khắc chế được nhà họ Đỗ mời tổ tiên hiện thân. Chỉ cần Đỗ Phi Dương dám ở trước mặt Tô Thương mời linh hồn tổ tiên, Tô Thương nhất định có thể lập tức đem những linh hồn đó, câu đến trong tay mình, thậm chí có thể lấy tổ tiên nhà họ Đỗ, làm chất dinh dưỡng lớn mạnh bổ sung cho lực lượng trong linh hồn của mình. Ai ya! Lúc này, Vương Trọng Vân thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phái Tô Thương toát ra một vẻ tiếc hận, giống như là trách Tô Thương quá kích động nên đưa ra quyết định sai lầm. Có điều ba người Tô Thương đều đã đồng ý rồi. Vậy ông ấy tất nhiên phải theo như lời Tây Môn Hổ Tiếu nói, để Tây Môn Hổ Tiếu trao đổi đối thủ với Tô Thương. Được, bốn người các cậu đều đồng ý rồi, tôi cũng không cản nữa. Từ giờ trở đi, Tô Thương là đối thủ của Đỗ Phi Dương, Tây Môn Hổ Tiếu là đối thủ của Quân Vô Ưu. Chấm, Vương Trọng Vân nhìn về phía trọng tài bên cạnh, dò hỏi, sắp xếp trận đấu thế nào, trận đầu tiên là hai người nào quyết đấu đây? Thưa môn chủ! Vốn là Tô Thương đánh với Quân Vô Ưu, nhưng giờ đã thay thế rồi, thế thì chính là Tây Môn Hổ Tiếu cùng đánh với Quân Vô Ưu. Bắt đầu đi, đánh nhanh thắng nhanh, trận này cũng không có gì đáng xem. Vương Trọng Dân rõ ràng không coi trọng Quân Vô Ưu, sau khi nói một câu liền nhún người trở về phía trên cao ngồi. Ngay sau đó, Tô Thương, Đỗ Phi Dương, cùng với những thiên tài khác, cũng rời khỏi lôi đài. Giờ phút này, trên lôi đài chỉ còn hai người Tây Môn Hổ Tiếu cùng với Quân Vô Ưu, cuộc thi chính thức bắt đầu. Tô Thương, cảm ơn anh. Hai người không lập tức ra tay, Tây Môn Hổ Tiếu thậm chí nhìn về phía Tô Thương, trên mặt mang nụ cười hài lòng, nói lời cảm ơn với Tô Thương, nếu như anh không đồng ý, tôi còn không nắm chắc tấn cấp, có điều, giờ tôi đã chắc chắn vào top 5 người mạnh rồi, ha ha. Bây giờ nói những lời này, không phải quá sớm rồi hả? Tô Thương ở dưới lôi đài, khẽ cười nói. Ha ha, không sớm chút nào đâu, Quân Vô Ưu chỉ là thần tông trung kỳ mạnh hơn bình thường một chút,
tôi dùng chút thủ đoạn thì có thể thắng rồi. Tây Môn Hổ Tiếu cười khinh miệt nói, ngược lại là anh, Tô Thương, không chỉ có bỏ qua cơ hội tấn cấp, còn muốn quyết đấu với Đỗ Phi Dương nữa chứ. Tôi nhìn thấy cái tên Đỗ Phi Dương này, đối với anh có sát ý rất lớn, ha ha ha, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì anh sẽ chết trên lôi đài, như thế cũng tốt, không thì tôi cũng phải ra tay giết anh rồi. Không có hiểu biết. Đối với những chuyện này, Tô Thương vẻn vẹn lộ ra một nụ cười lạnh, cũng không tiếp tục nói chuyện với anh ta nữa. Anh nói đủ chưa, bây giờ đánh được chưa hả? Đúng lúc này, Quân Vô Ưu không nhịn được mà nói. Vừa nói, anh ta vừa ngước cổ lên, uống một ngụm rượu trong hồ lô. Ha ha, Quân Vô Ưu, ai cho anh can đảm mà nói chuyện với tôi như vậy hả? Nhìn thấy thái độ của Quân Vô Ưu, Tây Môn Hổ Tiếu nhíu mày, ánh mắt nhìn lên người Quân Vô Ưu, trong lòng đầy vẻ khó chịu, cảm giác như đang khiêu chiến uy nghiêm của mình. Quân Vô Ưu không trả lời, tiếp tục uống rượu, cũng không thèm nhìn Tây Môn Hổ Tiếu. Cuồng vọng, anh bình thường cũng to gan như thế sao? Tây Môn Hổ Tiếu lạnh lùng nói. Thật ngại quá, tôi vẫn luôn thế này. Quân Vô Ưu thuận miệng nói ra, đã có một chút men say rồi. Hừm, uống rượu trên lôi đài, Quân Vô Ưu, anh chọc giận tôi thành công rồi đấy. Núi Lão Quân cho ra một thiên tài đã không dễ dàng gì, vốn định đánh rất anh xuống lôi đài là coi như xong, bây giờ tôi thay đổi chủ ý rồi. Khuôn mặt Tây Môn Hổ Tiếu trầm lại, giọng điệu lạnh lùng nói, tôi phải tự tay cắt ngang xương cốt của anh, để anh bỏ xuống lôi đài, coi đó như sự trừng phạt. Vừa nói xong, Tây Môn Hổ Tiếu không nhịn được nữa, vọt thẳng về phía Quân Vô Ưu. Quân Vô Ưu thì cất đi hồ lô rượu, cùng lúc đó, ánh mắt sắc bén hơn, chủ động tiếp chiêu của Tây Môn Hổ Tiếu. Ầm ầm, ầm ầm. Cứ như vậy, hai người đánh tới đánh lui, chân khí trên lôi đài tàn phá bừa bãi, nhất thời khó phân thắng thua. Quân Vô Ưu được đó chứ, thế mà ngang tài ngang sức với Tây Môn Hổ Tiếu, quả nhiên người tấn cấp top 10, thật sự không kém cạnh ai nha. Tây Môn Hổ Tiếu còn chưa dùng Hỗn Nguyên Thần Công, nếu như có thực lực đối phó được với Trương Mộ Cổ, chỉ sợ Quân Vô Ưu chưa đến mấy hiệp đã bị thua rồi. Quân Vô Ưu cũng chưa hề dùng kiếm mà, chẳng lẽ anh ta giấu thứ úc lực rồi sao? Ha ha, nhắc đến chuyện này thật mắc cười, Quân Vô Ưu đánh mấy trận liền, dù là gian nan cũng chưa dùng kiếm bên hông, có người đoán anh ta căn bản sẽ không dùng kiếm, treo ở bên người chỉ là trang trí mà thôi. Đúng vậy, trong trận đấu 20 chọn 10, anh ta chỉ là khó khăn mà chiến thắng, suýt chút nữa còn bị đối thủ đánh chết. Cũng chưa từng rút ra bội kiếm, rõ ràng là không dùng, không có chuyện ẩn giấu thực lực đâu. Tây Môn Hổ Tiếu thật biết chọn chỗ tốt nha, Tô Thương cũng thật là, sao phải đồng ý trao đổi chứ, thật đúng là tên đại ngu ngốc mà. Mặc dù nói như vậy, có điều tôi vẫn bội phục Tô Thương nha, vượt khó tiến lên, có lòng tin vô địch, có can đảm đối mặt với đối thủ mạnh, về điểm đó thì không thể không phục rồi, không hổ là con cháu nhà họ Tô, có khí phách của tiền bối Tô Vô Kỵ. Chấm chấm chấm. Trận đấu trên lôi đài, vẫn đang tiếp tục. Vốn dĩ mọi người nghĩ, trận này sẽ nhanh chóng kết thúc, dù sao thực lực mà Tây Môn Hổ Tiếu biểu diễn ra trước đó, hoàn toàn có thể nghiền ép Quân Vô Ưu. Nhưng mà, hai người họ đánh nhau sau nửa tiếng, vẫn chưa phân thắng bại. Tây Môn Hổ Tiếu thậm chí đã dùng Hỗn Nguyên Thần Công, nhưng kết quả là Quân Vô Ưu vẫn tiếp tục chống đỡ được. Mặc dù rất gian nan, nhưng dứt khoát vẫn chưa bị thương. Điều này khiến Tây Môn Hổ Tiếu giận không kiềm được, tức hổn hển gào thét, sau đó liền dùng thủ đoạn mạnh nhất của bản thân, thức thứ 8 của Hỗn Nguyên Thần Công. Ha ha! Hỗn Nguyên Thần Công, tổng cộng có 9 thức, tôi thiên phú bẩm sinh, tu luyện đến nay đã hiểu thông đạo lý của thức thứ 8 rồi. Đến tham gia đại hội võ thuật, cho đến bây giờ vẫn chưa ai có thể ép tôi sử dụng thức thứ 8, cho dù là Trương Mộ Cổ. Cũng không có. Quân Vô Ưu, có thể thua dưới thức thứ 8 của Hỗn Nguyên Thần Công, anh đủ để kiêu ngạo rồi đó. Vừa nói xong, Tây Môn Hổ Tiếu huy động hai tay, chân khí vô tận hiện lên. Mọi người tại hiện trường thấy vậy, đưa mắt nhìn nhau, nhịn không được hít một hơi. Không ai ngờ rằng trận chiến giữa Tây Môn Hổ Tiếu và Quân Vô Ưu lại có thể đánh tới bước này. Hóa ra thực lực Quân Vô Ưu lại mạnh tới vậy. Xem ra trước đây anh ta thực sự giấu dốt. Vậy thì sao chứ, Hỗn Nguyên Thần Công thần bí khó lường, rất khó tu luyện,
không ngờ Tây Môn Hổ Tiếu đã luyện tới thức thứ 8 rồi, trận đấu này dừng ở đây thôi. Nghe nói Hỗn Nguyên Thần Công được ghi lại trong mật thất nào đó ở núi Côn Luân, là chiêu thức tiền bối cao nhân của 10 đại cổ tộc bất truyền để lại, chỉ có chân khí mới có thể thúc dục. Có điều sau khi núi Côn Luân bị Tô Vô Kỵ chiếm cứ, đuổi cổ tộc ban đầu đi, Tô Vô Kỵ liền sửa đổi nó, để Hỗn Nguyên Thần Công thích hợp cho võ giả cổ sử dụng, nhưng uy lực vẫn không hề giảm. Quả thực sắp kết thúc rồi, Quân Vô Ưu không đánh nữa, Hỗn Nguyên Thần Công vừa xuất hiện, ai dám so tài đây? Chỉ sợ ngay cả thiên kiêu cấp bậc như Võ Đang Vương Giã và Phật Tử Vô Cơ còn phải dùng toàn lực ứng phó. Có người nói lai lịch của Hỗn Nguyên Thần Công, hiển nhiên rất kiêng sợ Hỗn Nguyên Thần Công. Ông cố tôi thay đổi nó sao? Ánh mắt Tô Thương dừng trên người Tây Môn Hổ Tiếu, nhịn không được gật đầu nói, sửa không tồi, Tây Môn Hổ Tiếu thi triển Hỗn Nguyên Thần Công hẳn có thể đánh bại Thái Sơn Thần Công của anh họ cậu ta. Tuy thức thứ 8 không hoàn chỉnh, nhưng Quân Vô Ưu không có cách nào chống lại cả. Với thực lực anh ta thể hiện cho tới bây giờ, nhất định sẽ thua trận trước Tây Môn Hổ Tiếu, trừ phi anh ta còn thủ đoạn nào khác. Nghĩ đến đây, Tô Thương chuyển mắt nhìn về phía Quân Vô Ưu, đối với gia hỏa bình bình vô kỳ đến từ lão quân sơn này, tràn ngập chờ mong. Lúc này, Quân Vô Ưu nhìn Tây Môn Hổ Tiếu đang tích lũy sức mạnh, vẻ mặt rốt cuộc cũng chịu nghiêm túc. Ha ha! Đây là Hỗn Nguyên Thần Công Tô Vô Kỵ từng sửa mà, có chút thú vị. Quân Vô Ưu lộ ra một nụ cười, rồi nói, tuy nhiên cũng chỉ có thế mà thôi, so với Hỗn Nguyên Thần Công chân chính vẫn có chênh lệch. Việc đã đến nước này, không để lộ một chút thực lực, e rằng không được. Tây Môn Hổ Tiếu, giờ tôi sẽ cho cậu nhận thức một chút, cái gì mới là Hỗn Nguyên Thần Công chân chính. Không, nên gọi là Hỗn Nguyên Trưởng mới đúng. Nói xong. Quân Vô Ưu nở nụ cười, khí tức trên người anh ta đột nhiên thay đổi rõ rệt. Ban đầu, thứ Quân Vô Ưu sử dụng chính là chân khí, thứ mà anh ta thể hiện cho tới bây giờ, cũng chính là thần tông trung kỳ, không khác Tây Môn Hổ Tiếu mấy. Nhưng hiện tại, dao động chân khí trên người Quân Vô Ưu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là linh khí. Đúng vậy, chính là linh khí, hơn nữa còn là linh khí mạnh mẽ, không thua gì lão độc vật. Thậm chí còn mạnh hơn lão độc vật một chút. Tu, người tu chân. Cái gì, Quân Vô Ưu vậy mà lại là người tu chân, không thể nào có chuyện này được. Chân khí và linh khí không thể cùng tồn tại, một giây trước anh ta vẫn đang dùng chân khí, sao bây giờ lại thành linh khí rồi? Nhìn dao động linh khí này đi, so với Lâm Uyên kia còn mạnh hơn, không phải anh ta đã trúc cơ thành công rồi chứ? Ngay khi vừa tiến vào trúc cơ, đó là võ thần lục địa, thế này thì đánh thế nào nữa, ai là đối thủ của anh ta được chứ? Không chỉ quần chúng ăn dưa dưới đài sững sờ, ngay cả những người phía trên đài cao cũng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Quân Vô Ưu này che giấu kỹ thật. Vương Trọng Vân nhịn không được nói, tuy nhiên, sao cậu ta có thể để chân khí cùng và linh khí cùng tồn tại được? Cũng không phải cùng tồn tại, cậu ta vẫn luôn là người tu chân, trong cơ thể không có chân khí. Chẳng qua trên người có bảo vật che giấu khí tức mà thôi. Tây Môn Phong Vân chăm chú nhìn Quân Vô Ưu, mắt sáng như đuốc, nói tiếp, còn về chân khí trước đó, nó được đựng trong hồ lô rượu, cũng không thuộc về cậu ta, lúc đánh nhau có thể phóng ra, dùng hết thì không còn nữa. Người này đương nhiên đã chuẩn bị rồi mới đến, ngay cả tôi cũng bị lừa, xem ra 10 đại cổ tộc đã hành động rồi. Tây Môn Phong Vân bổ sung. Hửm. Thạch Hạo Hãn tuy khó chịu với Tây Môn Phong Vân, nhưng dù sao bọn họ cũng là người trong võ giới cổ, cần phải đồng khí liên chi, nghe được tin tức về cổ võ, lập tức nhíu mày nói, sao ông biết cậu ta đến từ 10 đại cổ tộc? Hỗn Nguyên Trưởng. Tây Môn Phong Vân nói, thứ Quân Vô Ưu đang dùng là Hỗn Nguyên Trưởng. Đây vốn là tuyệt học của gia tộc Đoan Mộc trong 10 đại cổ tộc, không truyền ra ngoài. Mấy ngàn năm qua, gia tộc Đoan Mộc vẫn luôn chiếm cứ núi Côn Luân. Nhưng vào thời đại Tô Vô Kỵ quật khởi, dùng thủ đoạn lôi đình đuổi gia tộc Đoan Mộc đi, vì vậy phương pháp tu luyện Hỗn Nguyên Trưởng vẫn luôn nằm trong mật thất ở núi Côn Luân. Sau khi Tô Vô Kỵ xem xét xong, cảm thấy Hỗn Nguyên Trưởng rất mạnh, liền sửa chữa thêm, đổi tên thành Hỗn Nguyên Thần Công, truyền cho tôi. Tây Môn Phong Vân nói tiếp, mà sau khi tôi bước vào tu chân, liền tới mật thất học Hỗn Nguyên Trưởng, đương nhiên có thể nhận ra nó. Quân Vô Ưu không đơn giản chút nào, cậu ta dày công tôi luyện Hỗn Nguyên Trưởng,
chỉ riêng lĩnh ngộ hỗn nguyên trưởng thôi, so với tôi, cậu ta cũng không hề kém cỏi. Tây Môn Phong Vân cười như không cười nói vậy Tô Thương đã sớm nhìn ra Quân Vô Ưu cường đại rồi, nên mới đồng ý yêu cầu của Tây Miến Hổ Tiếu. Tên đại ngốc Tây Môn Hổ Tiếu này, vốn định nhặt của hời, thật không ngờ, lại chọn phải quả thối. Nói tới đây, Tây Môn Phong Vân vẫn chưa tức giận vì hành vi ngu ngốc của Tây Môn Hổ Tiếu, vẫn duy trì tươi cười như cũ. Mười đại cổ tộc, gia tộc Đoan Mộc. Sắc mặt Vương Trọng Vân nghiêm trọng nói, bọn họ có ý gì đây, đã gấp không chờ nổi muốn phá hỏng lần thay đổi này của cổ võ sao? Không được, không thể đánh nữa, cần phải tước tư cách dự thi của Quân Vô Ưu. Vô dụng thôi, hiện tại cậu ta là lão quân Sơn Quân Vô Ưu, chúng ta không có lý do nào để ngăn cản cả. Tây Môn Phong Vân lắc đầu, rồi nói, lại nữa, cậu ta vẫn chưa trúc cơ, chẳng qua chỉ mới bán bộ trúc cơ mà thôi, linh khí còn mạnh hơn lão độc vật một chút nữa kia. Bách Tông Hội Võ năm nay, thực lực các đại thiên kiêu đều không yếu, Quân Vô Ưu chưa chắc có thể giành thắng lợi. Vạn nhất nếu cậu ta thắng, trở thành cổ võ minh chủ, vậy chẳng phải võ giới cổ sẽ hỗn loạn sao? Vương Trọng Vân nghiêm mặt nói. A-di-đà Phật. Lúc này, trụ trì Viên Thông chắp tay trước ngực nói, vậy cứ để cậu ấy làm minh chủ đi, hết thảy đều được định sẵn, chẳng lẽ các người đã quên lời nói của vị nhân vật lớn kia hơn 100 năm trước sao? Đệ nhất danh Bách Tông Hội Võ năm nay, tuân theo thiên địa khí vận, muôn vàn nhân quả thêm thân, cho dù có là ai, chúng ta đều phải tán thành, tôn người đó là chủ. Trụ trì Viên Thông mở miệng, những nhân vật lớn trên đài cao không nhiều lời nữa, cam chịu theo lời ông ta nói. Trên võ đài, Tây Môn Hổ Tiếu hoàn thành xúc lực. Cậu ta quá hưng phấn, không để ý tới thay đổi của Quân Vô Ưu, lúc này liên tục cười khẩy, trực tiếp đánh ra chiêu thức mạnh nhất của mình. Mà Quân Vô Ưu, không nhanh không chậm, một chưởng phóng ra, linh khí nháy mắt tàn sát bừa bãi. Cùng với một đạo trầm đục, hỗn nguyên thần công của Tây Môn Hổ Tiếu bị phá vỡ. Ngay sau đó, Quân Vô Ưu một chưởng đánh vào ngực Tây Môn Hổ Tiếu. Không hề bất ngờ, Tây Môn Hổ Tiếu bay ngược ra ngoài, ngã xuống võ đài, phun ra một miệng máu loáng, trên mặt tràn ngập kinh ngạc và không thể tin nổi. Mình vậy là lại thua sao? Linh khí, cậu là người tu chân, trước đó cậu đã che giấu thực lực. Tây Môn Hổ Tiếu rốt cuộc cũng nhận ra thay đổi của Quân Vô Ưu, cảm nhận khí tức mãnh liệt trong cơ thể Quân Vô Ưu, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Không phải cậu ta không có khả năng thua, chỉ là chuyện này khó tiếp thu quá, vì sao cậu ta lại muốn đổi đối thủ với Tô Thương chứ? Hối hận. Giờ này phút này, Tây Môn Hổ Tiếu trong lòng cực kỳ hối hận, biểu cảm cực kỳ phức tạp, giống như ăn phải một đống phân vậy. Nếu như đối thủ nhà Đỗ Phi Dương nhà họ Đỗ ở Thâm Thành, anh ta còn có sức đánh một trận. Nếu đánh nhau thật, thì với thực lực của Đỗ Phi Dương, Tây Môn Hổ Tiếu nắm chắc một nửa phần thắng trong tay. Nhưng bây giờ, đối thủ đổi thành Quân Vô Ưu, cái đồ đáng chết đã che giấu thực lực này, khiến Tây Môn Hổ Tiếu thật sự tuyệt vọng. Dù là bây giờ anh ta không bị thương nặng, vẫn có khả năng đánh trả, nhưng lại không muốn đánh nữa. Bởi vì Quân Vô Ưu là bán trúc cơ, mà thông qua trận đánh nhau lúc nãy, rõ ràng là mạnh hơn mình. Nếu tiếp tục đánh nữa, chính mình sẽ càng thêm mất mặt, điểm này thì Tây Môn Hổ Tiếu cực kỳ rõ ràng. Vì thế, anh ta nhận mình thua, chủ động từ bỏ. Cái gọi là hỗn nguyên thần công, chỉ là biến hóa từ hỗn nguyên trưởng mà thôi, anh chắc chắn không phải là đối thủ của tôi. Lúc này, Quân Vô Ưu uống một ngụm rượu, khẽ cười nói. Tây Môn Hổ Tiếu biểu cảm cực kỳ phức tạp, ánh mắt nhìn chăm chú Quân Vô Ưu, giọng điệu lạnh lùng nói, rốt cuộc anh là ai, sao tôi lại không nhớ núi lão quân có loại thiên tài như anh được chứ? Ha ha, thập đại cổ tộc, gia tộc Đoan Mộc, tôi tên là Đoan Mộc Vô Ưu. Quân Vô Ưu cười đáp lại. Cái gì, thập đại cổ tộc, anh ta là người của thập đại cổ tộc. Thập đại cổ tộc không phải bị cấm xuất thế rồi hay sao, hơn 100 năm. Chưa từng nghe đến tin tức của họ, bây giờ sao lại tái xuất giang hồ rồi chứ? Nghe nói thời gian thập đại cổ tộc bị hạn chế, chỉ trong một thời hạn nhất định mà thôi, chắc chắn là thời gian đó đã trôi qua rồi. Người của thập đại cổ tộc, toàn bộ đều là người tu chân, bọn họ chắc chắn không đồng ý nhìn thấy giới luyện võ biến đổi, chắc chắn sẽ đến ngăn cản thôi.
Quân Vô Ưu tới, không phải thập đại cổ tộc cũng có lão quái vật cùng đi tới đó chứ? Trước khi Tô Vô Kỵ mạnh lên, giới luyện võ vẫn luôn bị khống chế bởi thập đại cổ tộc, dù là tông phái mạnh mẽ tới đâu, cũng phải khúm núm trước thập đại cổ tộc, nhớ lại những năm bị cổ tộc làm cho sợ hãi, tôi đến giờ còn cảm thấy như đang ở trước mắt mình đây. Ai ya, thập đại cổ tộc quá cường đại rồi, tôi nhớ trên sách có ghi chép một sự kiện, khoảng mấy trăm năm, cổ tộc chỉ cần phái ra một tên đệ tử trẻ tuổi, thì đã có thể đến giới luyện võ làm mưa làm gió rồi. Dù là trắng trợn cướp đoạt các cô gái của những ngọn núi nổi tiếng, đối phương cũng không dám phản kháng, chỉ có thể thuận theo, nếu không thì sẽ có tai họa diệt môn. Thập đại cổ tộc xuất hiện, chỉ sợ giới luyện võ sẽ không dễ dàng thực hiện biến đổi như vậy được đâu. Chấm chấm chấm. Đông đảo người xem bên dưới lôi đài, bình luận ầm ĩ, tất cả mọi người đều nhìn ánh mắt về phía Quân Vô Ưu, ai nấy tràn đầy kiêng kỵ. Anh là người của cổ tộc. Tây Môn Hổ Tiếu giật nảy mình, sau đó cắn răng nói, người cổ tộc, bây giờ còn có thể nhập thế rồi sao? Không thể. Quân Vô Ưu lộ ra một nụ cười, sau khi uống thêm một ngụm rượu nữa, liền khẽ cười nói, vì thế, tôi bây giờ gọi là Quân Vô Ưu núi lão quân. Hừm. Tây Môn Hổ Tiếu hừ lạnh một tiếng, tất nhiên hiểu ý của Quân Vô Ưu rồi. Nếu làm Đoan Mộc Vô Ưu, thì giờ phút này anh ta không thể xuất hiện tại lôi đài, không thể tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái. Nhưng nếu làm Quân Vô Ưu, thì anh ta hoàn toàn có tư cách này. Quân Vô Ưu. Lúc này, Tây Môn Phong Vân ngồi phía trên cao nhìn vào Quân Vô Ưu, mở miệng nói, cậu lấy thân phận là thiên tài của núi lão quân tham gia đại hội võ thuật, tuổi tác lại phù hợp, không có gì đáng trách. Có điều, có thể tôi cho tôi biết. Đã là thiên tài số 1 số 2 của thập đại cổ tộc rồi, thì cậu đến đây tham gia đại hội võ thuật là có mục đích gì chứ? Ông chủ Tây Môn, Quân Vô Ưu đón nhận ánh mắt của Tây Môn Phong Vân, lộ ra một vẻ tôn kính hiếm thấy, khách khí nói, gia tộc Đoan Mộc chúng tôi, chỉ là muốn chứng kiến giới luyện võ biến đổi mà thôi, mong ông chủ Tây Môn cứ thoải mái tinh thần, gia tộc Đoan Mộc tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện của giới luyện võ. Còn về tôi hả? Ha ha! Lâu lắm rồi không đánh nhau với người đồng trang lứa, chỉ là hoạt động chút gân cốt mà thôi. Quân Vô Ưu nói tiếp, vốn dĩ tôi định chỉ lên đấu một trận rồi sẽ chủ động thua người khác, rồi ẩn trong đám người, để thần không biết quỷ không hay mà đứng xem kịch. Có điều, không ngờ rằng trong đại hội võ thuật lại xuất hiện bán trúc cơ. Quân Vô Ưu thoải mái cười nói, tôi nhất thời ngứa ngáy chịu không được, liền tranh thủ tranh tài. Định mở mang kiến thức một chút với thiên tài giới luyện võ mà thôi. Trúc cơ trong miệng anh ta, cũng chính là lão độc vật. Thì ra là thế. Tây Môn Phong Vân gật gật đầu, vội nói tiếp, cậu cảm thấy mình có mấy phần thắng, sau khi thắng lại muốn làm gì nữa, chẳng lẽ lại muốn làm minh chủ giới luyện võ sao? Tôi không có hứng thú với vị trí này. Quân Vô Ưu lắc đầu, sau đó uống một ngụm rượu, cười nói, xin ông chủ Tây Môn cứ yên tâm. Tôi sẽ không bước vào chung kết đâu, bất kể thắng thua, tôi đánh thêm một trận nữa thì sẽ rời khỏi, có điều, xác suất tôi thua lại không lớn đâu, ha ha. Được. Tây Môn Phong Vân có chút hài lòng với câu trả lời này, sau đó chuyển chủ đề mà hỏi, lần này là một mình cậu tới đây à, ông nội Đoan Mộc một của cậu có đi cùng không? Ông nội tôi đang trên đường đi, chắc là mấy ngày nữa sẽ đến võ đang cổ trấn thôi. Quân Vô Ưu vừa cười vừa nói, biến đổi giới luyện võ, đây chính là chuyện lớn, người của thập đại cổ tộc, đều muốn mở mang một chút. Là thế à, Tây Môn Phong Vân nghe vậy, thầm cười khổ, những chuyện này ông ta đã sớm đoán được rồi. Sau khi dừng lại vài giây, Tây Môn Phong Vân nhìn về phía Tây Môn Hổ Tiếu, thản nhiên nói, Tây Môn Hổ Tiếu, con xuống đi, cuộc thi này thắng bại đã định rồi. Vâng, Lão Tổ Tông. Tây Môn Hổ Tiếu cung kính đồng ý, sau đó ánh mắt nhìn vào Tô Thương, tức giận nói, Tô Thương, có phải anh đã sớm biết Quân Vô Ưu che giấu thực lực rồi không, vì thế nên mới đồng ý đề nghị của tôi. Ồ, Quân Vô Ưu bên cạnh, ánh mắt cũng nhìn vào Tô Thương, rõ ràng như rất muốn biết được câu trả lời. Anh ấy đối với thủ đoạn ẩn giấu của mình, cực kỳ tự tin, đến trúc cơ đỉnh phong cũng không nhận ra được. Mà một người luyện khí tầng thứ 9 như Tô Thương lại có thể nhìn ra hay sao? Tô Thương không sợ, lạnh lùng nói, đúng thì sao hả, tất cả chuyện này đều do anh gieo gió gặp bão thôi. Anh,
Tây Môn Hổ Tiếu giận không kiềm được, trầm giọng nói, chó má, cứ chờ đó cho tao. Sau đại hội võ thuật trăm tông phái, tao chắc chắn phải tự tay giết mày, nghiền xương mày thành cho bụi. Ha ha, ai biết, Tô Thương lại nhướn mày lên, lạnh lùng nói, sao phải đợi đến sau đại hội võ thuật chứ, bây giờ chúng ta có thể kết thúc được rồi. Vừa nói xong, ánh mắt Tô Thương lập tức trầm xuống, quanh thân tản ra một luồng sóng linh khí kinh khủng. Thi triển chỉ xích thiên nhai, sau một giây thì Tô Thương liền xuất hiện trên lôi đài. Trên đường di chuyển, anh vừa động suy nghĩ, liền lấy kiếm thương khung nắm trong lòng bàn tay. Lúc này, Tô Thương cầm trong tay kiếm thương khung, đứng trên lôi đài, mặt trầm như nước nói, Tây Môn Hổ Tiếu, lúc trước tao từng nói, hôm nay mày chắc chắn phải chết. Nam tử Hán đại trượng phu, tất nhiên nói là làm, bây giờ, tao phải thực hiện lời nói đó rồi đây. Nói xong, cơ thể Tô Thương lập lòe, dùng luân hồi ý cảnh của Bách Thế Luân Hồi Quyền trên kiếm thương khung, uy thế ngập trời. Mày muốn làm gì? Phụt! Sau khi đến gần Tây Môn Hổ Tiếu, chỉ thấy Tô Thương vừa chém ra một nhát, kiếm thương khung liền chặt đứt cổ họng của Tây Môn Hổ Tiếu. Máu đỏ tươi, lập tức phun ra ngoài, hiện trường lại một phen xôn xao. Thực lực của Tây Môn Hổ Tiếu cũng không yếu, nếu thi triển Hỗn Nguyên Thần Công kiểu thứ 8, tất nhiên có thể đánh bại được thần tông hậu kỳ bình thường. Nhưng người ra tay với cậu ta, chính là Tô Thương. Mà Tô Thương, đã sử dụng ý cảnh luân hồi. Tô Thương của hiện tại, tuy còn ở luyện khí tầng thứ 9, nhưng thực lực thì ngày càng tiến bộ. Bây giờ anh ấy sử dụng nghệ thuật luân hồi của Bách Thế Luân Hồi Quyền, có thể khiến ý thức của Tây Môn Hổ Tiếu rơi vào trạng thái luân hồi. Tuy chỉ có không phẩy mấy giây ngắn ngủi, nhưng đối với Tô Thương mà nói, thời gian này hoàn toàn đủ rồi. Bởi vậy, Tây Môn Hổ Tiếu còn chưa kịp phản kháng lại, thì đã bị một kiếm của Tô Thương cứa đứt cổ, máu chảy ồ ạt ra. Y dài. Hai mắt Tây Môn Hổ Tiếu lộ ra vẻ kinh sợ, lấy hai cánh tay che cổ họng lại, nhưng vẫn không cầm nổi vết thương, vài giây sau liền ngã trên lôi đài, đi tong một mạng rồi. Tây Môn Hổ Tiếu tắt thở. Hiện trường bỗng rầm lên âm thanh to lớn. Chết rồi, mẹ kiếp, thế hệ sau nhà họ Tô mạnh thật đấy, vậy mà có thể giết Tây Môn Hổ Tiếu trước mặt mọi người. Ha ha, Tây Môn gia tộc chiếm đoạt núi Côn Luân, Tô Thương là thế hệ sau nhà họ Tô, vốn dĩ không có cảm tình gì đối với Tây Môn Hổ Tiếu huống hồ mấy ngày nay. Tô Thương và nhà họ Trương ở Phượng Dương, qua lại khá thân thiết, nghe đồn là Tây Môn Hổ Tiếu đã giết chị gái của Trương Mộc Cổ. Hơn nữa lúc trước Tây Môn Hổ Tiếu mở miệng khiêu khích, Tô Thương giết cậu ta, không kỳ lạ một chút nào. Cái tên thế hệ sau nhà họ Tô này, rốt cuộc là thực lực gì vậy, thế là một kiếm lại có thể chém chết được Tây Môn Hổ Tiếu. Chỉ là đánh bất ngờ thôi, giống như giết Tông Thanh Dương đấy, thủ đoạn của Tô Thương dơ bẩn quá. Ha ha, ngang nhiên giết người, lần này slot của Tô Thương phải bị tước bỏ, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi núi Võ Đang nữa. Chấm chấm chấm. Mọi người bàn tán ầm ĩ, không chỉ mọi người hóng chuyện dưới lôi đài, ngạc nhiên, mà đến cả mấy vị trụ cột ngồi trên ghế giám khảo cũng vô cùng khiếp sợ. Ai cũng không ngờ rằng, Tô Thương ra tay quyết đoán như vậy, trong chốc lát đã giết được Tây Môn Hổ Tiếu. Trong đám người kia, Trương Mộ Cổ đứng cùng một chỗ với Vương Phú Quý, tận mắt nhìn thấy Tây Môn Hổ Tiếu bị giết, mãi một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. Chị ơi, mối thù của chị. Tô đại thiếu gia đã báo thù cho chị rồi, hy vọng chị trên trời có linh, có thể yên nghỉ được rồi ạ. Sau khi kịp phản ứng lại, hai mắt Trương Mộ Cổ ửng đỏ, rưng rưng nước mắt, nhìn về phía Tô Thương, nghẹn ngào rồi tự lẩm bẩm Tô đại thiếu gia. Cảm ơn anh. Nhát kiếm ân tình này, khiến cho trời đất thay đổi, Tô đại thiếu gia ngầu quá đi. Vương Phú Quý đứng bên cạnh, hai mắt bỗng sáng lên nói, không biết khi tôi dùng kiếm. Có thể ngầu như vậy được không ta? Giờ phút này, Tô Thương đứng trên lôi đài, từ từ lau vết máu trên kiếm thương khung, thể hiện ra vẻ bình tĩnh. Chẳng biết từ lúc nào, Ali đã xuất hiện sau lưng Tô Thương, cảnh giác nhìn về bốn phía, hộ tống cho Tô Thương. Tô Thương, phía trên hàng ghế giám khảo, Tây Môn Phong Vân không kìm được cơn giận, đứng người lên nói với giọng lạnh lùng, cậu to gan thật đấy, thế mà lại dám ra tay ở ngay trước mặt tôi. Giết thế hệ sau của tôi. Ha ha. Tô Thương nghe vậy, tay phải cầm kiếm,
nhận lấy ánh mắt của Tây Môn Phong Vân ánh mắt, cười chế giễu nói, người tôi đã giết rồi, ông có thể gây khó dễ tôi được sao? Cậu! Tây Môn Phong Vân tức quá hóa giận, linh khí tản ra quanh người, nếu không phải Ali ở đây, đương nhiên ông ta sẽ tự tay giết chết Tô Thương, báo thù cho Tây Môn Hổ Tiếu. Thế hệ sau như cậu, chuyên gia làm những chuyện ác, lại còn khiêu khích tôi, đáng giết lắm. Tô Thương nhìn về phía Tây Môn Phong Vân, lạnh lùng nói, Tây Môn Phong Vân, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, tôi sẽ để cho ông tận mắt xem tôi, giết hại toàn bộ Tây Môn gia tộc, cuối cùng sẽ đến lấy mạng của ông. Được, được. Hai mắt Tây Môn Phong Vân đỏ ngầu, tức quá cười phá lên, Tô Thương, vẫn là câu nói kia, tôi chờ cậu. Nhưng bây giờ, cậu phải có thể cút ra khỏi võ đang được, giết người trước mặt tập thể, cậu đã mất đi tư cách dự thi rồi. Tây Môn Phong Vân nói sang quy tắc của Đại hội Võ thuật Trăm Phái. Sao tôi phải cút chứ? Tô Thương khẽ cười nói, tôi quả thực nhớ rất rõ một quy định, đó là không thể tự ra tay giết người, nhưng trên lôi đài, lại không giới hạn sống chết, tôi nói không sai chứ? Đúng thì như nào chứ? Giọng Tây Môn Phong Vân lạnh lùng nói. Ha ha, xin hỏi Tây Môn Hổ Tiếu, chết ở đâu vậy? Tô Thương cười cợt nói. Ha ha, chết ở lôi đài, thi thể còn đang nằm trên lôi đài kìa. Ở dưới đài Vương Phú Quý, nói xen vào. Không sai. Trương Mộ Cổ tiếp tục nói hùa theo, Tây Môn Phong Vân, Tô Đại Thiếu gia giết Tây Môn Hổ Tiếu trên lôi đài, trái với quy định chỗ nào vậy hả? Tên thế hệ sau nhà họ Tô này, tinh nhanh thật đấy, vậy mà lại đùa giỡn được như thế. Chẳng trách Tô Thương việc trèo lên lôi đài, lại dám ra tay ở trước mặt mọi người, thì ra đã nghĩ ra một cái cớ đáng thuyết phục rồi. Lần này Tây Môn Phong Vân phải ngậm đắng nuốt cay rồi, thú vị lắm, ha ha ha. Trong chốc lát, tất cả mọi người hóng chuyện bàn bạc ầm ĩ lên. Cãi chày cãi cối. Tây Môn Phong Vân trầm giọng nói, Tô Thương, cậu cho rằng dùng lý do này của cậu, có tác dụng sao? Tây Môn Phong Vân. Lúc này, Trương Thiên Lôi khiêng chiếc trống làm bằng da thú đứng lên, giọng lạnh lùng nói, sao lại không có tác dụng được, tôi cảm thấy Tô Thiếu gia công tử nói rất có lý. Dưới lôi đài thì không thể giết người, nhưng trên lôi đài, bất kể là sống hay chết, đây vẫn là quy tắc từ trước đến nay của Đại hội Võ thuật Trăm Phái. Giọng Trương Thiên dõng dạc nói, ông không thể vì người đời sau chết ở trên lôi đài, là muốn phá hỏng quy tắc đâu đấy, tuy nhiên những năm gần đây Tây Môn gia tộc ngày càng lớn mạnh, nhưng Tây Môn Phong Vân, Đại hội Võ thuật Trăm Phái cũng không phải là do một lời của ông nói là được đâu. Cho tới nay, Trương Thiên Lôi cũng hận không thể giết Tây Môn Hổ Tiếu, để báo thù rửa hận cho cháu gái. Nhưng ông ta nhất định phải lấy đại cục làm trọng, muốn suy nghĩ cho cả nhà họ Trương. Không thể va chạm với Tây Môn Phong Vân được, cho nên Trương Thiên Lôi đành phải nhẫn nhịn. Bây giờ Tô Thương đã ra tay giết chết Tây Môn Hổ Tiếu, Trương Thiên Lôi liền coi Tô Thương là ân nhân, đương nhiên là phải bảo vệ rồi. Hừ, Tây Môn Phong Vân chăm chú nhìn Trương Thiên Lôi, giọng lạnh lùng nói, Trương Thiên Lôi, ông câm miệng cho tôi. Tây Môn Phong Vân, ông kiêu ngạo quá đấy, ông thật sự cho rằng đây là nhà ông à, ông nói cái gì thì là cái đó sao? Lúc này, Thạch Hạo Hán cũng đứng lên, mặt trầm tư như nước nói. Thạch Hạo Hán, liên quan gì đến ông, chẳng lẽ ông muốn nhận đứa cháu hoang do Ngọc Yến sinh ra sao? Tây Môn Phong Vân lạnh lùng cười nói. Hừ, về chuyện này, Thạch Hạo Hán cũng không trả lời, chỉ là ngườm nguýt Tây Môn Phong Vân, sau đó chân khí tỏa ra quanh người. Tây Môn Phong Vân lạnh lùng cười liên tục, dù là đối mặt với sự chèn ép của Thạch Hạo Hán và Trương Thiên Lôi. Nhưng ông ta vẫn không hề yếu thế, không nói nhiều bèn động thủ. Được rồi, anh Phong Vân, bớt giận, có chuyện gì thì từ từ nói, làm to chuyện như vậy làm gì. Vương Trọng Vân đứng ra hòa giải, khẽ cười nói, để Tô Thương tiếp tục tham gia Đại hội Võ thuật Trăm Phái đi. Nhưng cậu ta là luyện khí tầng thứ 9, người dự thi còn lại, có hai tên bán bộ trúc cơ, dù là Tô Thương dự thi, cũng chỉ là đánh cho có thôi. A-di-đà Phật. Vương môn chủ nói có lý đấy, ba vị sao phải vì một quyết định không quá quan trọng mà tranh luận đến đỏ mặt tía tai thế. Viên thông trụ chỉ nói, kết luận Tô Thương không có khả năng đoạt được danh hiệu hạng nhất. Chỉ cần không phải hạng nhất, vậy cũng không sao, dù là hạng hai, thì cũng chỉ là làm nền thêm thôi.
bởi vì vị trí thứ nhất của Đại hội Võ thuật Trăm Phái, về tình về lý sẽ được làm minh chủ võ lâm, mà vị trí thứ hai thì chẳng là cái thá gì cả. Nghe thấy Vương Trọng Vân và Viên Thông Trụ chỉ nói như vậy, tên Tây Môn Phong Vân này mới không nói nữa, mà chỉ phái người đến mang thi thể của Tây Môn Hổ Tiếu về. Sau đó, cuộc thi đấu tiếp tục tiến hành, trận thi đấu thứ hai, chính là Tô Thương chiến đấu Đỗ Phi Dương Hà. Giờ phút này, Tô Thương đứng ở trên lôi đài, đã thu kiếm thương khung lại, trên mặt nở một nụ cười giễu cợt, đứng yên tại chỗ chờ Đỗ Phi Dương lên đài. Sở dĩ anh ấy thu hồi kiếm thương khung lại, là bởi vì Đỗ Phi Dương không xứng. Dựa vào thủ đoạn cầu hồn của Tô Thương, thì khua khua tay một cái liền có thể phá giải được bí thuật kiêu căng của Đỗ Phi Dương. Thu vào bên trong cơ thể, thanh kiếm này là bản mệnh pháp bảo sao? Lúc này, Quân Vô Ưu còn chưa xuống đài, mà ánh mắt đã dừng lại trên người Tô Thương rồi. Tô Thương chỉ nhìn anh ta đúng một cái, không thèm nói năng gì. Ha ha! Xem ra đúng thật là bản mệnh pháp bảo rồi, cũng đúng, anh là thế hệ sau của Tô Vô Kỵ, có chút thủ đoạn cũng bình thường. Quân Vô Ưu không thèm để ý chút nào, sau khi uống một ngụm rượu, lại hỏi lần nữa, Tô Thương, lúc trước anh đã nhận ra được thực lực của tôi rồi sao? Tô Thương nhẹ gật đầu, sau đó không nhịn được bèn nói, hỏi xong chưa, hỏi xong rồi có thể đi xuống rồi đấy, đừng làm lỡ cuộc thi đấu của tôi. Ha ha! Thú vị đấy, anh là Tô Vô Kỵ là một loại ngông cuồng y chang nhau, nhưng đáng tiếc, anh lại không ngông cuồng về tố chất của bản thân, chẳng qua cũng chỉ là luyện khí tầng thứ 9 thôi mà. Quân Vô Ưu lắc đầu nói. Thật sao? Tô Thương đón lấy ánh mắt của Quân Vô Ưu, nhíu mày nói, anh có tin là tôi có thể đánh bại anh không? Dựa vào anh á. Quân Vô Ưu hơi sững sờ, rồi khẽ cười nói, thứ tôi nói thẳng nhé, anh không làm được đâu. Danh tiếng của tôi, ở trong giới luyện võ cũng không có tiếng lắm, thậm chí cực ít người biết, nhưng trong 10 cổ tộc lớn, và trong cảnh giới tu chân, dường như không có người nào là đối thủ của tôi cả. Quân Vô Ưu nói tiếp, anh chỉ là luyện khí tầng thứ 9, có lẽ có thể vượt cấp chiến đấu, đánh bại bán bộ trúc cơ bình thường, nhưng gặp phải tôi, thì chỉ có một kết quả, đó chính là thảm hại thôi. Anh còn ngông cuồng hơn tôi đấy. Tô Thương cười chế giễu nói, ai cho anh tự tin vậy, là cái hồ lô rượu trong tay anh kia sao? Hả? Quân Vô Ưu nghe nói như thế, sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Tô Thương, bắt đầu xem kỹ thế hệ sau nhà họ Tô ở trước mặt một lần nữa. Hồ lô rượu. Đây cũng là bản mệnh pháp bảo của Quân Vô Ưu, hơn nữa còn là thánh vật của gia tộc Đoan Mộc, được kế thừa mấy ngàn năm. Nhìn từ bên ngoài, cái hồ lô rượu bình thường này chỉ là một cái vật chứa đồ mà thôi. Cho dù là người tu chân ở cảnh giới trúc cơ, cũng không cách nào phát hiện ra được dấu vết của hồ lô rượu, nhưng Tô Thương làm sao biết được, bản thân vô cùng phấn khích, là vì hồ lô rượu này sao? Ha ha! Tô Thương nhìn ra sự nghi ngờ của Quân Vô Ưu, khẽ cười nói, hồ lô rượu này của anh, không có không gian, còn có thể chứa đựng chân khí, lúc trước anh sử dụng chân khí, chính là đựng rượu trong hồ lô phải chứ, chẳng trách lại kiêu ngạo như thế. Thú vị đấy. Sau khi Quân Vô Ưu ngạc nhiên, liền cười nói, ban đầu trong lòng tôi có 3 đối thủ. Một là vương giã của võ đang, hai là Phật tử vô cơ, và cuối cùng là Lâm Uyên ở cảnh giới bán bộ trúc cơ, bây giờ xem ra lại nhiều thêm một người rồi. Quân Vô Ưu khẽ cười nói, Tô Thương, hy vọng dưới một trận đấu anh có thể thăng cấp, để tôi gặp được anh. Tôi sẽ cho anh biết, thế nào là người tu chân đích thực. Nói xong, Quân Vô Ưu liền nhanh chân đi xuống lôi đài, đứng ở dưới đài lẳng lặng làm một người hóng chuyện. Tô Thương cũng không thèm để ý. Chỉ là một tên cảnh giới bán bộ trúc cơ rác rưởi khiêu khích thôi, huyền thiên tiên đế sao có thể để tâm được chứ. Nhà họ Đỗ ở Thâm Thành, Đỗ Phi Dương, mời lên lôi đài. Theo giọng vang lên của trọng tài hiện trường, Đỗ Phi Dương khoác trên mình một chiếc áo đen, vững vàng bước lên trên lôi đài, trong mắt tràn đầy sát ý, chăm chú nhìn Tô Thương. Đón lấy ánh mắt của đối phương, Tô Thương khẽ cười nói, anh muốn giết tôi sao? Đúng. Giọng Đỗ Phi Dương lạnh lùng nói, Tô Thương, chuyện xảy ra ở Giang Bắc, tôi biết hết rồi, anh đã giết cha tôi, hôm nay tôi sẽ báo thù cho cha. Vừa nói xong, hiện trường bỗng ầm ầm lên. Thì ra Tô Thương có ân oán với Đỗ Phi Dương,
chẳng trách lúc nãy Đỗ Phi Dương mới đồng ý đổi đối thủ. Tôi nghe nói ông chủ nhà họ Đỗ đã liên kết với mấy người, muốn đàn áp Dược Vương Điện, không ngờ đã bị Tô Thương giết luôn. Bây giờ Tô Thương là điện chủ của Dược Vương Điện, Đỗ Minh Viễn âm mưu làm loạn, coi như chết là còn may đấy. Nhà họ Đỗ bình thường không hay thể hiện ra bên ngoài, đến ông chủ nhà họ Đỗ, cũng chỉ là cảnh giới thiên tông, không ngờ rằng lại có một thiên tài trẻ tuổi kinh khủng như Đỗ Phi Dương khủng. Cậu ta mồi một lúc được ba linh hồn, mỗi linh hồn, cũng là thần tông trung kỳ, đúng là có chút mạnh. Bình thường thôi, lão tổ tông nhà họ Đỗ Đỗ Khôn, chính là nhân vật lớn có tiếng của giới luyện võ, bây giờ lại ngồi trên kia, ít nhất cũng là lục địa võ thần. Thực lực của Tô Thương cũng không yếu, lúc trước giết Tống Thanh Thương, lại giết Tây Môn Hổ Tiếu, tuy đều có chút đánh lén, nhưng cũng không thể khinh thường được. Mọi người hóng chuyện dưới đài bàn tán xôn xao, bắt đầu phân tích thực lực của Tô Thương và Đỗ Phi Dương. Một đám thiên tài như Vương Giã, Phô Cơ, Lâm Uyên, Triệu Chỉ Nhược, Tây Môn Long Ngâm, cũng đang chăm chú nhìn về phía lôi đài, muốn xem thế hệ sau nhà họ Tô rốt cuộc có thủ đoạn gì. Ha ha! Đối mặt sát ý nghiêm túc của Đỗ Phi Dương, Tô Thương cười nhạt nói, muốn giết tôi, thì anh xem có thực lực không đã. Tôi khuyên anh tốt nhất trực tiếp mời ra ba linh hồn, tránh để tôi đánh nhanh gọn, liền cơ hội mời lão tổ tông nhập xác cũng không có. Hừ, không cần anh nhắc nhở. Đỗ Phi Dương lạnh lùng đáp lại, lập tức liền bắt đầu im lặng đọc chú ngữ, khói đen tỏa quanh thân. Nhắc nhở sao? Không thú vị gì hết. Tôi chỉ là muốn bắt linh hồn trên người anh đi mà thôi. Trong lòng Tô Thương cười lạnh, liền đứng ở một bên, yên lặng nhìn Đỗ Phi Dương thi triển bí thuật nhà họ Đỗ. Rất nhanh, khí tức của Đỗ Phi Dương đột nhiên biến đổi, một luồng linh hồn của tổ tiên đã nhập xác. Ban đầu anh ta chỉ là thiên tông đỉnh phong, bây giờ lại qua một cảnh giới lớn, biến thành thần tông sơ kỳ. Bí thuật nhà họ Đỗ đúng là thần kỳ thật, thiên tông biến thành thần tông, thủ đoạn này kinh khủng thật. Nếu như người luyện võ nhà họ Đỗ tu luyện bí thuật, chẳng lẽ có thể có rất nhiều cao thủ thần tông sao? Anh nghĩ đơn giản quá đấy, đầu tiên bí thuật nhà họ Đỗ sẽ không truyền ra ngoài, chỉ có người nhà họ Đỗ mới có thể tu luyện, hơn nữa cũng không phải người nào cũng có thể luyện thành đâu. Không sai, đoán là toàn bộ nhà họ Đỗ, chỉ có một ít mấy người hiểu được bí thuật Đỗ. Chấm chấm chấm. Đỗ Phi Dương biến hóa, khiến mọi người kinh ngạc. Ha ha, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Đỗ Phi Dương có chút đắc ý, tiếp tục im lặng đọc chú ngữ, sau một lúc lại mời ra một linh hồn. Hai linh hồn của người thân, cảnh giới của Đỗ Phi Dương, đã gần đến thần tông trung kỳ rồi. Vèo. Sau đó, Đỗ Phi Dương mời ra linh hồn tổ tiên thứ ba, từng bước vào thần tông trung kỳ. Quan trọng nhất chính là, khí tức của anh ta vô cùng lớn mạnh, vượt xa thần tông trung kỳ, nếu không, cũng không có khả năng đánh bại được Mặc Đao thiếu gia. Đỗ Phi Dương đặt chân đến thần tông trung kỳ, trên người có ba linh hồn bao quanh, xung quanh người tản ra một luồng khí kinh khủng khiếp, bảo phủ toàn hiện trường, khiến mọi người sợ hãi và thán phục. Mà Tô Thương, vẫn không có bất cứ hành động gì, biểu cảm bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Tô Thương, chịu chết đi. Đỗ Phi Dương để lộ ra một nụ cười lạnh, giọng nói có thay đổi, chắc do nhiều linh hồn nên mới vậy. Sau đó, anh ta nhìn người phóng tới phía Tô Thương, ra tay cũng đều là chiêu hiểm, muốn phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Trận chiến đấu này, quả thực cũng nhanh chóng thật. Chỉ thấy Tô Thương hơi khẽ nâng lên cánh tay lên, trên bàn tay giống như có một loại sức lôi kéo, vậy mà đem ba linh hồn bao quanh người Đỗ Phi Dương, toàn bộ đều bị hút vào trong bàn tay anh ấy. Sau đó, Tô Thương nhếch miệng lên, cười chế giễu nói. Đỗ Phi Dương, cảm ơn món quà anh tặng cho tôi nhé. Cảnh tượng vừa xảy ra ở hiện trường, khiến cho mọi người trợn mắt há miệng. Cái tình huống gì vậy, Đỗ Phi Dương mời hồn phách tổ tiên ra, sau lại chạy vào tay Tô Thương rồi. Bàn tay Tô Thương thật quỷ dị nha, ba hồn phách này thế mà bị anh ấy trấn áp rồi. Con mẹ nó, nhanh nhìn kìa, cảnh giới của Đỗ Phi Dương rớt xuống rồi, lại trở lại thiên tông đỉnh phong rồi. Cái con mẹ nó đánh cái rắm gì nữa chứ, muốn mời lão tổ tông hỗ trợ, kết quả lão tổ tông lại bị đối phương nắm rồi còn đâu. Chấm chấm chấm. Giờ phút này, Đỗ Phi Dương dừng bước, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, trên trán mồ hôi đầm đìa,
không thể tin được mà nhìn về phía Tô Thương. Anh làm cái gì với tôi vậy hả? Đỗ Phi Dương vừa thở hổn hển, vừa nghiến răng nghiến lợi hỏi. Không có gì, chỉ là câu hồn qua đây thôi mà. Lúc Tô Thương nói chuyện, ba đạo hồn phách tổ tiên nhà họ Đỗ đột nhiên cực kỳ cáu kỉnh, giống như muốn tránh khỏi trói buộc của Tô Thương. Hừ! Tô Thương lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng uy hiếp nói, an phận một chút cho tôi, nếu không tôi lập tức khiến các người hồn phách đều hủy diệt hết. Lời này vừa nói ta, ba đạo hồn phách tổ tiên nhà họ Đỗ, lập tức không gây sự nữa, nhẹ nhàng ngoan ngoãn vần quanh thân Tô Thương, giống như đang nịnh nọt Tô Thương vậy. Tổ tiên! Đỗ Phi Dương thấy vậy, nhất thời thẹn quá hóa giận, giọng điệu lạnh lùng nói, Tô Thương, trả lại hồn phách tổ tiên cho tôi. Ha ha, lúc trước còn muốn giết tôi, giờ lại nói tôi thả ba đạo hồn phách này đi, Đỗ Phi Dương, anh cảm thấy có thể không? Tô Thương cười lạnh. Tôi! Đỗ Phi Dương biểu lộ phức tạp, sau khi dừng lại vài giây, nghiến răng nói, cuối cùng là anh đã dùng thủ đoạn gì chứ? Có cần phải nói cho anh không nhỉ? Tô Thương nhíu mày. Sau đó nói, bây giờ anh chỉ là cảnh giới thiên tông đỉnh phong thôi, là tự muốn đi xuống lôi đài hay là để tôi giúp anh hả? Đỗ Phi Dương im lặng, anh ta biết mình đã thua, nhưng mà hồn phách tổ tiên còn ở trong tay Tô Thương, sao mình lại có thể bỏ đi chứ? Tô thiếu gia. Đúng lúc này, Đỗ Khôn đang ngồi trên cao, đứng lên nói, là tôi dạy dỗ không nghiêm khắc, chuyện lúc trước, nhà họ Đỗ đã đắc tội với cậu, mong Tô thiếu gia rộng lòng tha thứ. Trả lại hồn phách của tổ tiên cho nhà họ Đỗ. Ồ, ánh mắt Tô Thương nhìn vào Đỗ Khôn, khẽ cười nói, ông là ông tổ nhà họ Đỗ hả, nhà họ Đỗ các người đắc tội với tôi, Đỗ Phi Dương còn tuyên bố phải giết tôi, chỉ nói một câu xin lỗi là coi như xong hả. Vậy theo như ý của Tô thiếu gia, phải làm sao thì mới khiến cậu hài lòng? Đỗ Khôn cố nén giận mà nói. Đơn giản thôi, ba đạo hồn phách này thuộc về tôi, ân oán qua lại. Coi như xóa bỏ. Tô Thương thản nhiên nói. Bây giờ giới luyện võ đang thay đổi không biết tốt hay xấu, lại có thêm thập đại cổ tộc nhìn chằm chằm như hổ đói. Trừ cái đó ra, trái đất chỉ là một cái bẫy của tiên đế ngoại vực. Ở trái đất, bất luận là người tu chân hay người luyện võ, đều có chung kẻ thù, đó chính là thiên đạo, là tiên đế ngoại vực. Đương nhiên quan trọng nhất là, nhà họ Đỗ không có tư cách làm đối thủ của Tô Thương. Lại không có thâm thù đại hận gì với Tô Thương. Vì thế, Tô Thương không muốn đuổi tận giết tuyệt. Muốn hồn phách tổ tiên nhà họ Đỗ. Hừm, ai ngờ, Đỗ Khôn hừm lạnh một tiếng, trầm giọng nói, con cháu nhà họ Tô kia, tôi đã có thiện ý muốn thương lượng với cậu, cậu thật sự coi nhà họ Đỗ dễ bắt nạt hay sao? Vừa nói xong, ánh mắt Đỗ Khôn trầm xuống, bắt đầu yên lặng đọc thần chú. Cùng lúc đó, quanh thân ông ta hiện ra một đạo hồn phách màu đen, tản ra uy thế kinh khủng. Một hồn phách của tổ tiên gọi lên, khí tức của Đỗ Khôn lập tức vô cùng cường đại, đã có thể so sánh được với võ thần lục địa hậu kỳ. Ông ta giống như Đỗ Phi Dương, tổng cộng có thể mời được ba đạo hồn phách tổ tiên, sau đó thực lực vươn thẳng lên võ thần đỉnh phong. Có điều, bây giờ Đỗ Khôn biết, mình không thể ra tay với Tô Thương, nếu không thì mấy vị ngồi trên cao. Chắc chắn sẽ có người ngăn cản. Sở dĩ ông ta mời ra hồn phách tổ tiên, chỉ là muốn dọa Tô Thương một chút mà thôi. Hửm, đạo hồn phách này thật là tinh khiết. Nhưng mà Tô Thương thấy vậy, cũng không hề lo sợ, mà hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ nói, thuộc về tôi. Vừa nói xong, Tô Thương giơ tay lên, lòng bàn tay nhắm thẳng hướng Đỗ Khôn. Thấy cảnh này, Đỗ Khôn phát ra một nụ cười lạnh, ha ha, rốt nát không sợ hậu quả. Tôi đã là võ thần lục địa rồi, cậu chẳng qua là luyện khí tầng thứ 9, vậy mà ảo tưởng lấy được. Cái gì? Ai ngờ còn chưa nói hết câu, Đỗ Khôn bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, lập tức hiện ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Đối mặt với bàn tay Tô Thương, Đỗ Khôn không hề có sức đánh trả, mời hồn phách tổ tiên ra ngoài, không khống chế được mà đều bay về phía Tô Thương. Chỉ chốc lát mà thôi, quanh thân Tô Thương liền có 4 đạo hồn phách vần quanh rồi. Soạt. Cảnh tượng này, khiến cho hiện trường xôn xao, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thương, dù là mấy vị trụ cột đang ngồi phía trên cao, cũng nháo nhào nhìn qua. Tô Thương! Đỗ Khôn thấp thỏm lo âu, nuốt nuốt nước miếng, dò hỏi, đây là thủ đoạn gì vậy? Đơn giản chỉ là bí thuật câu hồn mà thôi, thật đúng lúc, vừa
vừa vặn chân ấp được bí thuật nhà họ Đỗ. Tô Thương lộ ra một nụ cười ngây thơ, khẽ cười nói, tổ tiên nhà họ Đỗ, ông có thể mời được mấy đạo hồn phách vậy, ông mời hết ra đây đi, có lẽ ông liên tục mời mấy cái này ra, thì tôi sẽ hút không nổi đâu. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Lừa quỷ hả? Lừa ai đây chứ? Đỗ Khôn đương nhiên không bị mắc lừa, sắc mặt khó coi nhìn sang Tô Thương, sau khi cân nhắc một lúc, cuối cùng nói, Tô thiếu gia, nhà họ Đỗ chúng tôi đã thua, từ nay về sau, từ trên xuống dưới nhà họ Đỗ, tuyệt đối sẽ không trêu chọc Tô thiếu gia nữa, hy vọng Tô thiếu gia đừng đem thuật câu hồn truyền ra bên ngoài. Bí thuật câu hồn của Tô Thương, quả thực là khắc tinh của nhà họ Đỗ. Đỗ Khôn trước tiên là muốn giết Tô Thương, chấm dứt hậu loạn. Nhưng sau lưng Tô Thương, có hộ vệ siêu cường đại, ông ta không có khả năng làm được điều đó. Nếu đã giết không được Tô Thương, thì Đỗ Khôn đành phải chịu thua, để thỏa hiệp với Tô Thương, cầu nguyện Tô Thương không đem bí thuật truyền ra ngoài. Nếu như người luyện võ đều biết bí thuật này, nhà họ Đỗ coi như tiêu đời. Ông yên tâm, loại bí thuật này, chỉ có một mình tôi dùng được, bốn đạo hồn phách này thuộc về tôi cam kết không đem bí thuật truyền ra ngoài, ân oán với nhà họ Đỗ, coi như xóa bỏ. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, cam kết. Được. Hy vọng Tô thiếu gia nói được làm được. Đỗ Khôn mặc dù rất buồn, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý, vội nói tiếp, Phi Dương, cúi đầu nhận lỗi với Tô thiếu gia, sau đó đi xuống lôi đài đi. Vâng, lão tổ đã mở miệng, mặc dù Đỗ Phi Dương không tình nguyện nhưng cũng chỉ đành phải làm theo, Tô thiếu gia, trước đó đã đắc tội nhiều với anh rồi. Ha ha, biết sai mà sửa thì tốt rồi, tôi cũng không phải người hẹp hòi. Tô Thương rộng lượng nói. Hừm. Đỗ Phi Dương cực kỳ khó chịu, hừm lạnh một tiếng, sau đó liền đi xuống lôi đài. Chuyến đi này thật không tệ nha. Tô Thương nhìn bốn đạo hồn phách tổ tiên nhà họ Đỗ đang vần quanh mình, lộ ra một nụ cười hài lòng, sau đó vung tay lên, bốn đạo hồn phách liền bị thu vào vòng tay lưu trữ. Đây chính là đồ cứu mạng, có thể bồi dưỡng đại linh hồn lớn lạnh, tương đương với nhân sâm trăm năm của người bình thường. Thời điểm hấp hối. Hấp thu những hồn phách này, có thể đảm bảo chính mình không chết. Phần đại lễ này của nhà họ Đỗ, Tô Thương hết sức hài lòng, ân oán trước kia, liền không tính toán nữa. Sau đó, Tô Thương đi xuống lôi đài, đại hội võ thuật tiếp tục diễn ra, Vương Phú Quý đấu với Vương Giã của Võ Đang. Hai người họ đánh nhau, không có gì đáng nói, Vương Giã không cần dùng toàn lực cũng có thể đánh được Vương Phú Quý rồi. Có điều, thực sự mà nói. Nếu như Vương Phú Quý dùng kiếm, thắng bại chưa chắn nói trước được. Trận đấu thứ tư, là lão độc vật đấu với Triệu Chỉ Nhược phái Nga Mi. Triệu Chỉ Nhược một tay kiếm hà hoa, đủ để kiêu ngạo anh hùng, đáng tiếc đối thủ lại là lão độc vật. Lão độc vật đã là bán trúc cơ, lại có thêm cờ bách độc, dùng hết một thủ đoạn cuối cùng cũng giành chiến thắng. Bây giờ, quân Vô Ưu, Tô Thương, Vương Giã, lão độc vật Lâm Uyên, bốn người tấn cấp. Trận đấu cuối cùng, cực kỳ đáng xem, Phật tử Vô Cơ cùng với Tây Môn Long Ngâm. Tây Môn Long Ngâm cùng với Phật tử Vô Cơ đánh nhau, sở dĩ đáng xem, ngoại trừ chuyện hai người đều là thiên tài đã lâu, còn có một nguyên nhân khác. Cái đó chính là, hai người này đều là người cuồng nhiệt theo đuổi Lan Diệu Y của Xuân Quang Lâu. Vì Lan Diệu Y, hai người họ cực kỳ không hợp nhau, trước đó thậm chí từng đánh nhau, đánh đến mặt đỏ tía tai, nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Lần này, không phải vì Lan Diệu Y, mà là vì vị trí số 1 của Đại hội Võ Thuật, tất nhiên muốn phân ra ai mạnh ai yếu. Ha ha, thú vị lắm, Tây Môn Long Ngâm lại đụng phải Phật tử Vô Cơ. Tôi nghe nói rất nhiều thiên tài tranh tài trước đó, đã giao ước cẩn thận rồi, ai lấy được vị trí số 1 của Đại hội Võ Thuật, thì có thể có được Lan Diệu Y. Có được cái cọng lông ấy, lần đầu tiên của Lan Diệu Y đã bị Tô Thương lấy mất rồi. Bọn họ có thắng ở đại hội võ thuật cũng không thể thay đổi được sự thật này. Phật tử Vô Cơ vì Lan Diệu Y mà hoàn tục 3 năm, chuyện này cần đến bao nhiêu quyết tâm chứ? Nếu như anh ta là minh chủ giới luyện võ, có lẽ sẽ không dễ dàng từ bỏ Lan Diệu Y đâu. Vậy nhưng chưa chắc nha, bây giờ Phật tử Vô Cơ đã quy y của Phật lần nữa rồi, nhìn thấu hồng trần, quay về núi Bồ Đề, chắc hẳn đã buông được chấp niệm trong lòng rồi. Vô dụng thôi. Phật tử Vô Cơ 3 năm nay không tu Phật Pháp, Tây Môn Long Ngâm mỗi giờ mỗi phút lại đều tiến bộ,
hai người tất nhiên là có khoảng cách. Đúng vậy, Tây Môn Long Ngâm cũng không phải nhân vật đơn giản, chưa từng biểu hiện ra thực lực của mình ở trước mặt người ngoài, làm đại thiếu gia của gia tộc Tây Môn, anh ta sao lại không nắm chắc con át chủ bài chứ? Chấm chấm chấm. Mọi người nhìn thấy hai người trên lôi đài, nhẹ nhàng bình luận, nhưng vẫn không chớp mắt nhìn lên, sợ bỏ lỡ hình ảnh đặc sắc. Cách đó không xa, vương giả của Võ Đang, lão độc vật Lâm Uyên, Triệu Chỉ Nhược phái Nga Mi, Vương Phú Quý, Quân Vô Ưu, Tô Thương. Đông đảo thiên tài đều đang ở lại xem. Cho dù là vương giả đạo trưởng đã đánh thắng, trận đấu này cũng không hề rời khỏi, rõ ràng có hứng thú với trận đấu này. Vương giả đạo trưởng, anh cảm thấy hai người họ ai sẽ thắng? Lúc này, Quân Vô Ưu khẽ cười nói, chủ động nói chuyện với vương giả. Có gì khác nhau chứ? Vương giã ngáp một cái, thuận miệng nói, dù là ai thắng, đều sẽ không ảnh hưởng đến chuyện tôi giành được vị trí số một. Cái này, ha ha. Quân Vô Ưu đầu tiên là sững lại, sau đó tán thành nói đúng lắm, vậy thì sớm chúc mừng vương giã đạo trưởng nha. Khách sáo rồi. Vương giã nhìn về phía Quân Vô Ưu, giống như kiểu như tỉnh ngủ, uể oải nói, Đoan Mộc Vô Ưu, anh không cần cố gắng kết thân với tôi. Bây giờ giới luyện võ cũng khác trước đây lắm rồi. Nếu như gia tộc Đoan Mộc các người, còn muốn khống chế giới luyện võ như trước đây, vương giã tôi sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Vương giã bỗng nhiên mở to mắt, nghiêm mặt nói, chức trách minh chủ giới luyện võ, cũng là bảo vệ giới luyện võ, tôi khuyên anh tự giải quyết cho tốt, đừng giở thủ đoạn gì, để tránh tổn thương hòa khí. Ha ha, Quân Vô Ưu cũng không e ngại, khẽ cười nói. Vương giã đạo trưởng không cần phải có thành kiến đối với gia tộc Đoan Mộc chúng tôi đâu, kinh nghiệm dày dặn hơn 100 năm nay, gia tộc Đoan Mộc sớm đã nghĩ thông suốt rồi, bây giờ chúng tôi chỉ muốn kết thân với giới luyện võ, chung sống hòa bình thôi. Tốt nhất là như thế. Vương giã nắm tay đặt lên miệng, ngáp một cái, sau đó nhìn về phía lôi đài. Vương giã đạo trưởng, anh cảm thấy cái người Tô Thương này như thế nào? Lúc này... Quân Vô Ưu nhìn thoáng qua Tô Thương ở xa xa, nhỏ giọng nói. Anh ta, vương giã không nhìn Tô Thương lấy một cái, thản nhiên nói, một con tép nhãi không biết trời cao đất rộng là gì mà thôi, không đủ gây sợ. Ha ha, tư tưởng lớn gặp nhau rồi. Quân Vô Ưu phụ họa theo đuôi, đồng thời khiêu khích liếc nhìn Tô Thương một chút. Tô Thương tất nhiên chú ý đến ánh mắt của Quân Vô Ưu, cũng nghe được cuộc nói chuyện của anh ta với vương giã. Có điều, Tô Thương chỉ nhếch miệng lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không quá để ý. Tô Đại Thiếu Gia, hai cái tên này nói thầm cái gì vậy, không phải đang nói xấu về anh đó chứ? Vương Phú Quý đến gần nói. Chắc là thế rồi. Con mẹ nó. Vương Phú Quý nghe vậy, thẹn quá hóa giận nói, hai tên rác rưởi này, dám nói xấu sau lưng anh em tôi hả? Tô Đại Thiếu Gia, hai chúng ta từ nhỏ đã chơi với nhau. Mặc chung một cái quần mà lớn lên, là thanh mai trúc mã, hai tên vô lại đó, họ nói xấu anh, có nghĩa là nói xấu tôi, không được, cơn giận này tôi nuốt không trôi. Vừa nói, Vương Phú Quý vén tay áo lên, giả bộ như đi về hướng Quân Vô Ưu và vương giã. Nhưng anh ấy chỉ là làm dáng một xíu thôi, chính mình vừa mới bị vương giã đánh bại, biết rõ vương giã cường đại thế nào, nên làm gì có chuyện dám gây sự chứ. Vương Phú Quý biết. Tô Thương chắc chắn sẽ giữ anh ấy lại, vì thế mới nói dõng dạc như vậy. Nhưng anh ấy tính sai rồi, lúc này, Tô Thương căn bản không có ý ngăn cản anh ấy. Tô Đại Thiếu Gia, anh không muốn kéo tôi lại hả, hôm nay tôi liều mạng với hai bọn họ. Vương Phú Quý nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không cản cậu. Tô Thương cảm động mà nói, Vương Đại Thiếu Gia, cảm ơn anh đã thay tôi chút giận, đi thôi, cố lên, tôi sẽ yên lặng ở sau lưng động viên cậu. Khụ, cái đó. Vương Phú Quý thấy vậy, lập tức sợ rồi, chê cười nói, hay là hôm nay bỏ đi, tha cho bọn họ một lần đã, dù sao bề trên luôn có đức hiếu sinh, tôi ra tay nặng như thế, lỡ như đánh chết hai bọn họ, thế thì nhiều nghiệp chướng lắm đó. Ha ha, thôi đi, anh Phú Quý, anh bao nhiêu cân, còn không biết rõ hay sao, giả vờ làm ra vẻ gì chứ. Trương Mộ Cổ bên cạnh vô tình vạch trần. Con mẹ nó. Anh Trương Mộ Cổ, anh xem thường tôi hả? Vương Phú Quý nổi giận, cắn răng nói, thực lực bây giờ của tôi, không nói thiên hạ vô địch thì cũng là thế gian hiếm có,
đánh hai người bọn họ như là đánh gà đánh chó, còn không giống như đang hành hạ người mới hay sao chứ? Trương Mộ Cổ bĩu môi nói, anh chém gió quá nha, cái người vừa mới bị Vương Dã dùng một chân đạp xuống lôi đài, chẳng lẽ không phải anh hả? Tôi, Vương Phú Quý giải thích nói, đó là tôi mắc đi tiểu, nên hoảng loạn, ảnh hưởng đến trận đấu đó chứ, nếu không thì chỉ là một Vương Dã mà thôi, tay tôi bóp một cái là được liền đó chứ. Tay anh bóp một cái, lợi hại quá à, không hổ là anh Phú Quý, thật là giỏi quá. Trương Mộ Cổ đầu tiên là lấy lòng Vương Phú Quý, sau đó nhìn về phía Vương Dã, lớn tiếng nói, Vương Dã đạo trưởng, anh Vương Phú Quý nói. Vương Phú Quý đuổi lên phía trước, bịt kín miệng Trương Mộ Cổ, không cho anh ấy tiếp tục nói nữa. Ngay thời điểm hai người đang tranh cãi, trận đấu của Tây Môn Long Ngâm cùng Phật Tử Vô Cơ, đã bắt đầu rồi. Ầm ầm, ầm, ầm. Nhất thời, chân khí tung hoành trên lôi đài, Phật quang chiếu sáng khắp nơi, cảnh tượng cực kỳ dọa người. Tây Môn Long Ngâm cũng giống như Tây Môn Hổ Tiếu, đều tu luyện Hỗn Nguyên Thần Công. Nhưng rõ ràng có thể thấy được, Tây Môn Long Ngâm cường đại hơn, bởi vì anh ta đã đặt chân đến Thần Tông Hậu Kỳ. Thần Tông Hậu Kỳ Tây Môn Long Ngâm, cảnh giới của anh ta là cấp cao nhất trong số những người dự thi. Cho dù là Vương Dã, cũng không bằng anh ta, có điều, thiên tài thi đấu đẳng cấp này, không phân thắng bại theo cảnh giới. Thủ đoạn của Vô Cơ cũng không yếu, cho dù 3 năm không tu Phật, nhưng Phật lực quanh thân vẫn hùng hậu như cũ. Cứ như vậy, hai người đánh qua đánh lại, xem ra ngang sức ngang tài, trong thời gian ngắn không có cách nào mà kết thúc trận chiến này được. Tô Thương. Đúng lúc này, dưới lôi đài, Triệu Chỉ Nhược, cầm trong tay kiếm Hà Hoa, đi đến trước mặt Tô Thương. Triệu Chỉ Nhược hôm nay, mặc bộ áo trắng, cầm trong tay kiếm ngọc, thật đơn giản giống như tiên nữ cổ tích ngoài đời thực vậy, tươi mới và tinh tế. Giờ phút này, cô dừng trước mặt Tô Thương, khuôn mặt đỏ ửng nhìn sang Tô Thương, trong mắt lộ ra một vẻ ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, ngày đó tôi có chuyện muốn hỏi anh, còn chưa hỏi xong đã bị sư phụ gọi đi rồi. Hôm nay sư phụ tôi không đến đây, tôi muốn tiếp tục hỏi anh có thể trả lời tôi không? Triệu Chỉ Nhược nhẹ nhàng nói, nhìn qua thấy quyến rũ mê người. Cô Chỉ Nhược, có gì cứ nói đừng ngại, Tô Thương khẽ cười nói. Vậy tôi muốn hỏi. Triệu Chỉ Nhược nhìn về phía Tô Thương, giống như xấu hổ mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm mà nói, Tô Thương, anh có phải thích tôi đúng không? Hỏi xong, Triệu Chỉ Nhược liền ngại ngùng nhìn về một phía khác, không dám đối mặt với Tô Thương, nhưng cùng lúc này, cô lại mong chờ câu trả lời từ chính miệng của Tô Thương, thế là ánh mắt liếc qua lén nhìn Tô Thương. Ây! Tô Thương đột nhiên sững sờ, lúng túng sờ lên mũi, nhìn con thỏ trắng nhỏ mặc trang phục cổ trang, nhất thời không biết trả lời thế nào. Thích! Lúc này, Vương Phú Quý bên cạnh cướp lời nói, cô Chỉ Nhược, tôi thay Tô Đại Thiếu ra trả lời, anh ấy thích cô. Yêu cô cực kỳ yêu, cô chính là trái tim của anh ấy, là lá gan của anh ấy, là bảo bối của anh ấy, không có cô thì anh ấy sống không được. A hát, Triệu Chỉ Nhược nhất thời giống như con thỏ bị hoảng sợ, nhưng trong lòng lại cực kỳ mừng rỡ, vừa loay hoay góc áo của mình, vừa nhỏ giọng hỏi, anh, .sao anh biết Tô Đại Thiếu gia thích tôi, anh ấy nói cho anh sao? Cái này còn cần anh ấy nói sao, tôi là anh em của Tô Đại Thiếu gia. Anh ấy thế nào thì tôi là người hiểu nhất, đừng nói cô xinh đẹp động lòng người như vậy, cho dù là sư phụ từ thiện sư thái của cô tỏ tình, Tô Đại Thiếu gia cũng không từ chối, chỉ cần là giống cái, bất kỳ ai đến thì anh ấy cũng luôn luôn không từ chối. Vương Phú Quý thuật miệng trả lời, sau đó chăm chí hỏi, đúng rồi, cô Chỉ Nhược, hôm nay cô có thể ăn lạnh và cay hay sao? Có thể ăn, tôi là người tứ xuyên, đặc biệt có thể ăn cay, lạnh cũng có thể ăn. Anh hỏi cái này làm gì chứ? Triệu Chỉ Nhược nghi ngờ nói. Có thể ăn là được, chứng tỏ hôm nay, họ hàng, chưa ghé thăm rồi. Vương Phú Quý nói thầm một câu, sau đó nhỏ giọng nói, cô Chỉ Nhược, buổi tối hôm nay, Tô Đại Thiếu gia. Họ hàng chưa đến thăm, ý chỉ phụ nữ chưa tới kỳ kinh nguyệt. Con mẹ nó cậu nha. Vương Phú Quý đang nói, Tô Thương liền giơ chân đã đạp bay, sau đó nhìn về phía Triệu Chỉ Nhược. Khẽ cười nói, cô Chỉ Nhược, cô đừng nghe Vương Phú Quý nói lung tung, cậu ấy ở đây thì cô cứ tính như cái rắm là được rồi. Ồ, Triệu Chỉ Nhược có chút thất vọng,
khẽ cắn môi đón nhận ánh mắt của Tô Thương, dò hỏi, Tô Thương, bây giờ anh có thể trả lời câu hỏi của tôi chưa? Chuyện này, Tô Thương khá xấu hổ, muốn rõ ràng từ chối ý tốt của Triệu Chỉ Nhược, nhưng lại sợ cô đau lòng, thế là giả bộ hồ đồ nói, cô Chỉ Nhược, hôm nay trời đẹp thật. Tô Thương, mong anh nói chuyện chính đi, anh thích tôi sao? Triệu Chỉ Nhược lấy hết dũng khí hỏi. Nhanh nhìn kìa, cô Chỉ Nhược, trên bầu trời lại có một đám mây trắng. Tô Thương cố hết sức đổi chủ đề. Trương Mộ Cổ bên cạnh nghe vậy, khóe miệng nhịn không được mà co giật một chút. Bầu trời có mây trắng. Cái này con mẹ nó, có gì đáng ngạc nhiên chứ? Như thế hả, tôi nghĩ tôi biết đáp án rồi. Triệu Chỉ Nhược nhìn thấy Tô Thương vẫn luôn không chịu trả lời, cũng đã đoán được, nhất thời cực kỳ khổ sở, cái mũi chua chua bắt đầu nghẹn ngào, hai hàng nước mắt chảy ra. Ngay sau đó, ánh mắt phức tạp của cô liếc Tô Thương một chút, sau đó liền đau khổ thương tâm rời khỏi hiện trường. Cô Chỉ Nhược, tôi. Tô Thương nhìn theo bóng lưng Triệu Chỉ Nhược, nhịn không được mà thở dài một hơi, cuối cùng cũng không giải thích nữa. Ai ya, được rồi, để cô ấy đi thôi. Con mẹ nó. Lúc này, Vương Phú Quý từ từ bò lên, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Đại Thiếu Gia, cái gì mà để cô ấy đi thôi, anh tuyệt tình quá đi. Thật không biết miệng anh vốn 37 độ luôn đó nha, sao có thể nói ra những lời lạnh như băng thế chứ, cái này không phù hợp với tính cách của anh nha. Vương Phú Quý chửi thề một lúc, sau đó nhỏ giọng nói, nếu như là trước đây, cô gái có nét đẹp cực phẩm như Triệu Chỉ Nhược, dù là cô ấy không chủ động lại gần, anh cũng sẽ kéo vào quán ba nghiên cứu thảo luôn một chút về sự huyền bí giữa nam và nữ, gần đây anh đã đổi tính rồi hả? Tô Thương vốn không muốn trả lời Vương Phú Quý, có điều lúc này, anh chợt thấy Lưu Sở Điềm đi tới, đã đứng sau lưng Vương Phú Quý rồi. Tô Thương muốn trừng phạt Vương Phú Quý một chút. Liền khẽ cười nói, không phải cậu cũng thay đổi rồi sao, trước kia cậu mỗi ngày đều đi quán bar, còn tuyên bố quán bar là nhà cậu, thuận tiện cho cậu qua lại, bây giờ cậu còn dám đi quán bar không? Vương Phú Quý không hề biết nguy hiểm đang tới gần, nghe được Tô Thương nói anh ấy không dám đi quán bar, Vương Phú Quý nhất thời nổi giận. Dám, sao lại không dám chứ? Vì để giữ mặt mũi của mình, Vương Phú Quý nghiêm túc nói, bây giờ quán bar cũng là nhà tôi, đáng tiếc. Võ Đăng cổ trấn không có quán ba. Nếu không phải thì tôi chắc chắn mỗi ngày đều đến, đêm đêm hát hò. Vậy sao, cậu không sợ Lưu Sở Điềm biết hay sao? Tô Thương nhìn thoáng qua Lưu Sở Điềm đang đứng phía sau Vương Phú Quý, nói tiếp, nếu như Lưu Sở Điềm biết rồi, chỉ sợ cậu phải quỳ bằng võ sầu riêng tiếp nha. Ha ha, đúng là trò cười mà. Vương Phú Quý ngẩng mặt ưỡn ngực, hung hăng nói, ông đây là chủ của gia đình. Bình thường dạy dỗ Lưu Sở Điềm cực kỳ nghe lời, cô ấy biết tôi đi quán bar, không những không ngăn cản, thậm chí còn lái xe đưa tôi đến đó, nói không chừng ngày hôm sau còn hầm canh đại bổ dưỡng cho tôi uống, bồi bổ cơ thể đó. Tô Đại Thiếu Gia, anh sở dĩ từ chối Triệu Chỉ Nhược, là vì hai chị dâu Lý Nguyệt và Tuyết Nhi không đồng ý à? Vương Phú Quý khinh bỉ nói, Tô Đại Thiếu Gia ơi là Tô Đại Thiếu Gia, tôi khinh thường anh quá nha, đàn ông cái gì cũng có thể vứt đi. Nhưng chỉ có mặt mũi là không được vứt đi nha, anh phải học tập tôi thật tốt, chấn chỉnh địa vị người chồng, quản cho tốt phụ nữ của mình, đừng có suốt ngày lăng nha lăng nhăng, không có ý nghĩa gì hết. Cậu lợi hại như vậy hả? Tô Thương nhìn thấy khuôn mặt Lưu Sở Điềm đã tối sầm xuống, nhất thời buồn cười, nịnh nọt nói, Vương Đại Thiếu Gia, ở điểm này, xem ra tôi phải học tập cậu nhiều rồi, cậu có thể nói cho tôi biết làm sao để chấn chỉnh địa vị của người chồng được đây. Đánh. Nhất định phải đánh. Vương Phú Quý nghiêm túc nói, phụ nữ không thể nuông chiều, nếu như không nghe lời, nhất định phải đánh hung dữ vào, đánh đến khi cô ấy phục mới thôi. Vương Đại Thiếu Gia, cậu dạy dỗ Lưu Sở Điềm như thế sao? Tô Thương hỏi. Điều đó là đương nhiên rồi. Vương Phú Quý nói khoác, là anh không biết, tôi ở thành phố mấy ngày, Lưu Sở Điềm mỗi ngày đều gọi loạn xạ cho tôi, nhìn thấy tôi là ngoan vô cùng. Tôi nói cô ấy đi hướng đông, cô ấy không dám bước sang hướng tây, cực kỳ nhờ lời luôn nha. Thật ngầu nha. Tô Thương nhìn không được mà duỗi ra ngón tay cái về phía Vương Phú Quý, sau đó thoải mái cười nói, anh em, chúc cậu may mắn. Hửm, chúc tôi may mắn, có ý gì chứ? Vương Phú Quý hơi sững sờ, mơ hồ có dự cảm không tốt, trong lòng hoảng một trận.
vương, phú, quý. Đúng lúc này, Lưu Sở Điềm thẹn quá hóa giận, kìm chế lửa giận trong lòng, hét to tên vương phú quý. Con mẹ nó, Tô đại thiếu gia, tôi là anh em tốt của anh, thế mà anh lại lừa tôi hả? Vương phú quý bị dọa đến cơ thể run rẩy, lập tức hiểu được mọi chuyện, sắc mặt thay đổi trắng bệch. Thình thịch, sau một giây, vương phú quý quay người, hai cánh tay ôm lấy lỗ tai của mình, cơ thể không tự chủ được mà quỳ xuống, nhanh chóng nhận sai vợ, anh sai rồi, đừng đánh anh. Sợ rồi. Vương phú quý sợ ngay lập tức, động tác thành thực từng ly từng tí như thế, khiến người khác đau lòng rồi nha. Anh đứng lên cho tôi. Lưu Sở Điềm lạnh lùng nói, Lý Nguyệt nói, ở bên ngoài phải giữ lại mặt mũi cho anh, em cảm thấy cũng đúng, có chuyện gì, về nhà rồi nói. Được rồi, cảm ơn vợ đã khoan dung độ lượng. Vương phú quý loạng choạng đứng dậy, hấp tấp đứng sau lưng Lưu Sở Điềm. Ngay từ đầu, vương phú quý không phải người tu chân, thậm chí không phải người luyện võ, nên bị Lưu Sở Điềm đánh đến sợ tè ra quần. Có điều bây giờ, anh ấy đã là người tu chân. Sớm đã có thể đánh lại Lưu Sở Điềm rồi. Vương phú quý sở dĩ muốn trở nên mạnh hơn, chính là vì thu phục được cô nàng bạo lực Lưu Sở Điềm này. Nhưng sau khi bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn, khi đối mặt với Lưu Sở Điềm, anh ấy lại không nỡ ra tay, vì thế địa vị của gia đình cũng không có gì thay đổi. Lúc này, vương phú quý vừa nắn vai cho Lưu Sở Điềm, vừa nịnh nọt cười nói, vợ à, sao em lại tới đây? Còn không phải nghe nói anh tiến vào vòng 10 người mạnh nhất hay sao chứ, em muốn đến nhìn anh thi đấu. Nhắc đến chuyện này, khuôn mặt Lưu Sở Điềm không khỏi lộ ra vẻ tự hào. Người đàn ông mình nhìn chúng, lại thành danh ở Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái, chứng minh mình không chọn lầm người. Có điều, ngược lại, Lưu Sở Điềm trừng mắt liếc nhìn Vương Phú Quý, sau đó nói, Vương Phú Quý, anh cũng tệ quá đi, em đến để xem anh đánh nhau. Nhưng em chưa kịp đến thì anh đã bị đánh bại rồi. Vợ, lúc nãy anh có giải thích rồi mà, do anh mắc tiểu đó, nên không phát huy tốt bản thân, không phải vậy thì chưa biết ai thắng ai thua đâu nha. Vương Phú Quý nói khoác. Dừng. Lưu Sở Điềm bĩu môi, sau đó ánh mắt nhìn vào Tô Thương, khách khí chào hỏi, Tô thiếu gia. Tô Thương gật đầu. Tô đại thiếu gia. Lưu Sở Điềm vẫn nhìn Tô Thương như vậy, giống như có chuyện muốn nói. Xong rồi lại thôi. Sao vậy, Lưu Sở Điềm, có chuyện gì cô cứ nói thẳng, với quan hệ của tôi với Vương Phú Quý, có thể giúp được gì thì tôi sẽ giúp. Tô Thương nhìn thấy Lưu Sở Điềm khó xử, liền trực tiếp hỏi. Ánh mắt Tô thiếu gia quả nhiên sáng rõ hơn người. Lưu Sở Điềm đầu tiên là lấy lòng Tô Thương, sau đó nói, là thế này, cha tôi tìm anh, có việc muốn nhờ. Chuyện gì, Tô Thương nghi ngờ hỏi. Tôi không biết. Lưu Sở Điềm lắc lắc đầu nói, cha tôi không nói cho tôi biết, ông ấy chỉ nói là anh đến đó thì ông ấy sẽ nói cho anh biết. Cha tôi sợ anh không muốn đi gặp ông ấy, nên cố ý để tôi đến nói với anh vài lời trước. Lưu Sở Điềm nói thêm. Lời gì? Ông ấy nói, bảo vật tháp Lưu Ly 9 tầng của nhà họ Tô, vẫn chưa hoàn chỉnh, ông ấy biết tầng thứ 5 của tháp Lưu Ly ở đâu. Lưu Sở Điềm nói như vậy. Ngay sau đó lại mở miệng nói, Tô đại thiếu gia, mặc kệ anh có đồng ý hay không, ông ấy cũng sẽ nói vị trí của tầng thứ 5 tháp Lưu Ly nói cho anh biết. Lưu Sở Điềm thận trọng nói, sợ đắc tội với Tô Thương. Hửm, Tô Thương nghe được những lời này, liền nhíu mày. Người của nhà họ Lưu, lại biết được tháp Lưu Ly vẫn chưa hoàn chỉnh, chuyện này không phải chứ. Ngoài 3 tầng tháp hư không ra, 6 tầng phía sau đều là thêm vào. Dùng những tài liệu rất bình thường. Cha của Lưu Sở Điềm nói, đều là sự thật. Nhưng mà chuyện này, chắc là rất bí mật, người nhà họ Lưu sao lại biết được chứ, xem ra có lẽ phải đi gặp cha của Lưu Sở Điềm rồi. Nghĩ đến đây, Tô Thương liền khẽ cười nói, cha của cô ở đâu? Ngay ở thành phố, tôi có thể dẫn anh đi, Lưu Sở Điềm khách sáo nói. Được. Tô Thương gật gật đầu, xem như đã đồng ý rồi. Vợ. Anh cũng đi cùng. Lúc này, Vương Phú Quý bên cạnh mở miệng nói. Anh đi làm gì, ngoan ngoãn ở lại đây đi, sắp tới anh tốt nhất đừng rời khỏi võ đang, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Lưu Sở Điềm nói tiếp, anh là người tu chân, người nhớ thương khá nhiều đó nha. Hơn nữa lúc anh tranh tài, liên tục thổi kèn,
anh biết có bao nhiêu thiên tài hận anh nhiều lắm không hả? Huống hồ, cha em nói chuyện bí mật với Tô đại thiếu gia, đến em cũng không được nghe, anh đến cũng không có ý nghĩa gì đâu. Cuối cùng Lưu Sở Điềm nói, anh ở đây chờ em đưa Tô đại thiếu gia đến đó, rồi sẽ trở về với anh ngay. Vậy cũng được, Vương Phú Quý nghe lời gật đầu. Cứ như vậy, Tô Thương cùng Lưu Sở Điềm rời khỏi núi Võ Đang. Còn có Ali đi theo, phụ trách bảo vệ cho Tô Thương, để phòng ngừa chuyện không may xảy ra. Anh Phú Quý, cô ấy là vợ anh hả, xinh đẹp lắm nha, có điều chuyện vừa nãy là thế nào nhỉ, anh nhận mình sợ quá nhanh rồi đó nha. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Trương Mộ Cổ kinh bỉ nói. Cái gì mà nhận sợ chứ, anh Trương Mộ Cổ, anh không hiểu thì đừng nói lung tung nha, tôi thế này rõ ràng là tránh hiểm khẩn cấp, mưu trí biết bao chứ. Vương Phú Quý nghiêm túc nói. Ha ha, anh được đó nha. Trương Mộ Cổ vỗ vỗ vai Vương Phú Quý, sau đó nói, đi thôi, dù sao cũng thi xong rồi, tôi mời anh uống rượu. Thôi đi, ai muốn cùng tên lưu manh nhà anh uống rượu chứ, không nghe vợ tôi nói sao, lát nữa cô ấy phải quay lại giúp tôi rồi, tôi phải đi tắm, phun xịt nước hoa, chuẩn bị hưởng thụ thế giới hai người đây. Nói xong, Vương Phú Quý vứt tay Trương Mộ Cổ xuống, một mình đi ra. Con mẹ nó, ai là lưu manh chứ, tôi. Trương Mộ Cổ đang định phản bác lại, nhưng rất nhanh liền ý thức được chuyện này rất nghiêm túc, tôi thật sự giống lưu manh hả, con mẹ nó, thời đại này, không có bạn gái thì sẽ bị chê cười hay sao chứ, tôi không phục đó nha. Sau khi chửi thề một trận, Trương Mộ Cổ thở phì phò sau đó cũng rời khỏi hiện trường, định đi dạo xung quanh một vòng, nhìn xem có thể nhặt được một cô bạn gái nào hay không. Còn về trận đấu giữa Phật tử Vô Cơ và Tây Môn Long Ngâm, vẫn đang diễn ra. Hai người thăm dò lẫn nhau, đều che giấu thực lực, gần như đang đánh đố sự kiên nhẫn, ai không kìm nén được trước thì người đó sẽ mất cơ hội trước. Đáng nhắc đến chính là, Tây Môn Long Ngâm đã sử dụng hết thức thứ 8 của Hỗn Nguyên Thần Công rồi, trong khi ra tay chân khí hào hùng, quả thực mạnh mẽ hơn so với em trai Tây Môn Hổ Tiếu của anh ta rất nhiều. Chấm chấm. Một bên khác. Tô Thương cùng Ali, dưới sự dẫn đường của Lưu Sở Điềm, rất nhanh đã đi đến một quán rượu trong thành phố. Nhà họ Lưu đã lăn lộn nhiều năm ở thành phố, tích lũy được rất nhiều tài sản, quán rượu này chính là sản nghiệp nhà họ Lưu. Tại phòng khách quý của quán rượu, Tô Thương gặp được cha của Lưu Sở Điềm, Lưu Cự Lộc. Tô thiếu gia, ngưỡng mộ đã lâu. Sau khi nhìn thấy Tô Thương, Lưu Cự Lộc vội vàng đứng dậy, chắp hai tay lại, khách sáo chào hỏi Tô Thương. Tại hạ Lưu Cự Lộc, là cha của Lưu Sở Điềm, mời cậu nhanh vào đây ngồi xuống, tôi kêu người mang thức ăn đến. Ăn cơm thì không cần đâu. Tô Thương khoát khoát tay, ánh mắt nhìn vào Lưu Cự Lộc, thản nhiên nói, ông để Lưu Sở Điềm chuyển những lời kia cho tôi, là ai nói cho ông biết? Ha ha, Tô thiếu gia quả nhiên thẳng thắn nha. Lưu Cự Lộc lộ ra một nụ cười, sau đó nhìn về phía Lưu Sở Điềm, mở miệng nói, Sở Điềm, con đi ra ngoài trước đi. Không cho phép bất kỳ ai đến gần phòng này nửa bước. Vâng. Lưu Sở Điềm gật đầu, sau đó liền rời khỏi phòng khách, đồng thời sắp xếp người canh giữ ở bên ngoài. Còn về cô ấy, thì rời khỏi quán rượu, đi đến võ đang cổ trấn tìm Vương Phú Quý. Ông chủ Lưu, bây giờ có thể nói rồi chứ? Lúc này, Tô Thương hỏi lần nữa, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Giờ phút này, trong phòng khách tại quán rượu, chỉ còn lại ba người Tô Thương. Ali và Lưu Cự Lộc. Lưu Cự Lộc nhìn Ali một chút, mặc dù ông ấy mới đến võ đang, nhưng cũng biết Ali là người hộ vệ của Tô Thương, hơn nữa còn cực kỳ cường đại. Vì thế, ông ấy không nhắc đến chuyện Ali phải tránh mặt, mà nhìn vào Tô Thương rồi nói, Tô thiếu gia, nhà họ Lưu của chúng tôi ở thành phố, thật sự cho lai lịch lớn, cũng không phải là một môn phái nhỏ. Lúc này, Lưu Cự Lộc nói, mấy chục năm trước, nhà họ Lưu chúng tôi chiếm giữ Ba Sơn, trụ cột thâm hậu, hoàn toàn có thể so sánh với Nga Mi, Võ Đang. Chỉ có điều về sau lại sa sút, có người cưỡng ép xâm nhập Ba Sơn, thủ đoạn tàn nhẫn, cao thủ nhà họ Lưu chúng tôi, bị thương gần như không còn ai. Lưu Cự Lộc thở dài một hơi, sau đó nói, cuối cùng, dưới sự che chở của lão tổ tông, nhà họ Lưu mới bảo vệ được người thừa kế, nhưng cũng mất đi Ba Sơn. Nhà họ Lưu rời khỏi Ba Sơn. Dần dần xuống dốc, từng cao thủ của gia tộc chết đi, nhà họ Lưu ngày càng sa sút, ai ya.
Nói xong lời cuối cùng, Lưu Cự Lộc lại thở dài một lần nữa. Ồ, Tô Thường nghe Vương Phú Quý nói qua một chút về chuyện nhà họ Lưu, lúc này có chút nghi ngờ, nếu Ba Sơn nhà ông mạnh như thế, chắc hẳn người chiếm đi Ba Sơn, ít nhất cũng là võ thần lục địa chỉ, hơn nữa còn là người nổi bật trong số võ thần lục địa. Như vậy, vì sao các người lại nịnh nọt Trương Trường Sinh, thậm chí không tiếc để Lưu Sở Điềm gả cho Trương Trường Sinh chứ? Tô Thường nhíu mày nói, lấy thực lực của Trương Trường Sinh, hoàn toàn không có tư cách thay nhà họ Lưu các ông tham gia thách thức chiến đấu với cái gọi là ngọn núi nổi tiếng đó chứ. Tô thiếu gia, Trương Trường Sinh quả thực không có tư cách, nhưng sư phụ ông ta lại có. Lưu Cự Lộc giải thích nói, có lẽ cậu không biết, Trương Trường Sinh cũng không phải là một mình cô độc. Ông ta còn có một sư phụ, đến từ thập đại cổ tộc, là ông chủ gia tộc Đông Phương, Đông Phương Diệu. Bề ngoài, Đông Phương Diệu là sư phụ của Trương Trường Sinh, nhưng theo tôi được biết thì bọn họ là cha con. Lưu Cự Lộc nói tiếp, trước kia Đông Phương Diệu ngao du thiên hạ, quen được một cô gái bình thường, tình cảm của hai người họ cực kỳ sâu đậm, Đông Phương Diệu liền định đem cô ta về cổ tộc, đáng tiếc gia tộc nhà Đông Phương, là một trong thập đại cổ tộc, Đông Phương Diệu lại là tộc trưởng tương lai, tất nhiên hôn nhân không phải là trò đùa, người trong gia tộc Đông Phương, coi thường cô gái đó, liền đuổi cô ta đi. Đối diện với sự phản đối của người nhà, Đông Phương Diệu liều mạng phản kháng, vì tình yêu mà nguyện bỏ lại tất cả, thậm chí là thân phận của tộc trưởng cũng không cần, đáng tiếc cũng không làm được gì khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái kia bị đưa đi. Hơn nữa, gia tộc Đông Phương còn giữ cô gái kia lại, ép Đông Phương Diệu cưới tiểu thư nhà Nam Cung, nếu không đồng ý thì sẽ giết cô gái kia. Lưu Cự Lộc nói tiếp, hết cách, hai người đó chỉ có thể tách nhau ra. Chờ Đông Phương Diệu chính thức lên nắm quyền, liền vụng trộm đi tìm cô gái kia. Đáng tiếc, cô gái kia đã chết, để lại một đứa trẻ mười mấy tuổi, đứa nhỏ đó chính là Trương Trường Sinh, hình dáng giống hệt Đông Phương Diệu. Đông Phương Diệu lập tức liền hiểu ra, Trương Trường Sinh là đứa trẻ người mình yêu đã sinh ra cho mình. Ông ta vốn định đưa Trương Trường Sinh về gia tộc Đông Phương của mình, lại sợ vợ cả tức giận, dù sao thì gia tộc Nam Cung cũng thuộc thập đại cổ tộc. Vì thế Đông Phương Diệu mới âm thầm truyền thụ võ công cho Trương Trường Sinh, thậm chí đưa cho Trương Trường Sinh một chí bảo, tên là Kiếm Thương Khung. Lưu Cự Lộc nói rõ lai lịch của Trương Trường Sinh ra. Thì ra là thế. Tô Thương gật gật đầu, khẽ cười nói, chẳng trách Trương Trường Sinh có được Kiếm Thương Khung, vốn là thập đại cổ tộc tặng. Ai ya! Lúc này, Lưu Cự Lộc cười khổ nói, cha đẻ của Trương Trường Sinh là Đông Phương Diệu. Tôi vốn phải đem Lưu Sở Điềm gả cho ông ta, như thế mới có thể lấy được thiện cảm của Đông Phương Diệu, từ đó mời ông ta ra mặt, giúp nhà họ Lưu chúng tôi lấy lại Ba Sơn. Sở Điềm là con gái tôi yêu thương nhất, nếu như không phải hoàn toàn bất đắc dĩ, ai lại có thể nguyện ý đem con cái ruột thịt của mình ra đánh cược chứ? Ha ha! Ông chủ Lưu, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ông thật sự là muốn vùng lên lần nữa đó sao? Tô Thương lạnh lùng nói, chính mình không có bản lĩnh lấy lại Ba Sơn, lại lợi dụng hạnh phúc của con gái, để lấy lòng người khác, ha ha ha, ông cũng xứng làm cha sao. Tô thiếu gia dạy đúng lắm, tôi đã nhận thức rõ được sai lầm của mình rồi. Lưu Cự Lộc sám hối nói. Thật sao, ông không trách tôi phá hủy chuyện tốt của ông hả? Tô Thương nhíu mày nói, nếu tôi không đến thành phố, không giết Tô Thương, những chuyện ông tính toán. Có lẽ sẽ được thành công đó, ông không hận tôi sao? Không không không. Lưu Cự Lộc vội vàng khua tay, tỏ thái độ nói, Tô thiếu gia cứu được Sở Điềm, tôi cực kỳ cảm ơn. Thật ra, cái chủ ý này vừa được đưa ra, tôi liền hối hận rồi, đáng tiếc Trương Trường Sinh lại cho là thật, không phải cưới Sở Điềm thì không được, tôi không có cách nào ngăn cản. Tô thiếu gia, nói đến chuyện này, tôi muốn nhắc nhở cậu một chút, nhất định phải cẩn thận Đông Phương Diệu. Lưu Cự Lộc nghiêm túc nói, Đông Phương Diệu cực kỳ cưng chiều Trương Trường Sinh, lấy tất cả những gì người yêu trước đây đã bị thiệt thòi để bù đắp lại cho Trương Trường Sinh. Cậu giết Trương Trường Sinh, tin tức này có thể điều tra được, chắc chắn đã sớm truyền đến tai Đông Phương Diệu rồi, ông ta chắc chắn sẽ tìm cậu báo thù. Ha ha, muốn báo thù, cứ để ông ta đến báo thù thôi. Tô Thương nghe nói như thế, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó nói, ông vẫn chưa trả lời tôi, sao ông biết tháp Lưu Ly 9 tầng không hoàn chỉnh? Là thế này, Tô thiếu gia, nhà họ Lưu chúng tôi đến từ Ba Sơn,
mà của cải ở Ba Sơn cực kỳ phong phú. Lưu Cự Lộc không hề thừa nước đục thả câu mà nói, tiền bối Tô Vô Kỵ của cậu, từng cùng với một đại nhân vật thủ đoạn thông thiên, đến Ba Sơn, nhờ chúng tôi hỗ trợ sưu tập một số tài liệu, lão tổ tông nhà tôi hỏi thăm, thì biết được những tài liệu đó là dùng để sửa tháp lưu ly 9 tầng. Hơn nữa, vị đại nhân vật thông thiên kia, cũng nói qua một chút chuyện, vốn dĩ tháp lưu ly 9 tầng kia còn có một cái tên khác, gọi là tháp hư không. Lúc đại nhân vật thông thiên đến trái đất, tháp hư không bị chia 5 xẻ 7, chỉ còn lại có 3 tầng là hoàn chỉnh, 6 tầng khác thì rơi rải rác khắp nơi. Lưu Cự Lộc vội nói tiếp, vị đại nhân vật thông thiên kia còn nói thẳng, nói Ba Sơn cũng có một tầng thân tháp, là tầng thứ 5 của thân tháp, bây giờ vẫn đang ở nơi sâu thẳm của Ba Sơn. Hửm! Tô Thương nhíu mày nói, nếu ông đã biết vị trí của thân tháp tầng thứ 5, vì sao không lấy đi? Ông ấy nói vẫn chưa phải lúc, thời cơ chưa đến thì ai cũng không thể lấy được. Lưu Cự Lộc nói như vậy, lúc ấy tôi còn chưa sinh ra, những chuyện này là lão tổ tông nói cho tôi biết, không hề giả đâu. Vị đại nhân vật thông thiên kia, tính cách cũng tính là được, nói chuyện với lão tổ tông tôi rất nhiều. Lưu Cự Lộc nói thêm, lão tổ tông nhà ông có biết tên của người đó hay không? Tô Thương đột nhiên hỏi. Sau khi nghe được những điều Lưu Cự Lộc nói, kết hợp với những tin tức trước đó, Tô Thương đối với thân phận vị đại nhân vật thông thiên kia, mơ hồ có chút suy đoán, chỉ là vẫn chưa xác định được. Tất nhiên là biết rồi. Lưu Cự Lộc gật đầu trả lời. Nói cho tôi biết, người đó tên là gì? Tô Thương vội vàng hỏi. Tên của vị đại nhân vật kia thì không nói, chỉ nói biệt danh người đó thôi, người đó xưng là tiên đế, đến từ ngoại vực, gọi là Huyền Thiên Tiên Đế. Lưu Cự Lộc không giấu giếm mà nói. Huyền Thiên Tiên Đế. Sau khi có được câu trả lời, Tô Thương nhất thời run lên trong lòng, trong đầu có nhiều chuyện đều đã rõ ràng hơn. Tô Thương đã nghe được tin tức về nhân vật thông thiên này không chỉ một lần, thậm chí trước kia nhân vật thông thiên này còn khiến ông cố Tô Vô Kỵ từ bỏ tháp hư không, vừa chống lại điểm xấu vừa khiêu chiến lôi kiếp Nguyên Anh. Nghe nói nhân vật thông thiên này vô cùng mạnh, có thể chống lại 3 vị tiên đế ngoại vực. Nhưng sao trái đất lại có thể có cường giả cấp bậc đó chứ? Tô Thương không thể hiểu nổi, có điều bây giờ đã hiểu rồi. Hóa ra nhân vật thông thiên này lại chính là Tô Thương. Hơn 100 năm trước anh đã đến trái đất, còn giúp đỡ trái đất chống lại tiên nhân ngoại vực. Ngoài ra, tỏa linh trận và ngũ hành liên hoàn trận của núi Võ Đang chính là do anh lập ra khi đó. Chỉ là nếu năm đó anh đã đến trái đất thì tại sao lại sống lại lần nữa, hơn nữa còn không có ký ức về khoảng thời gian đó. Tô Thương hiểu rõ, ký ức trong đầu anh bây giờ mới là liền mạch. Mình bị nhốt ở cửu u địa ngục gần 100.000 năm, dưới cơn nóng giận đã liền lựa chọn tự bạo, nổ tung cả cửu u địa ngục. Sau đó Tô Thương sống lại ở nhà họ Tô trên trái đất, trong cơ thể một cậu ấm gia đình giàu có. Từ khi sống lại tới bây giờ, Tô Thương vẫn cho rằng ban đầu mình sống lại ở nhà họ Tô chỉ là trùng hợp. Bây giờ nhìn lại mới thấy cũng không phải trùng hợp, mà phải tốn rất nhiều công sức sắp xếp từ trước. Còn về nguyên nhân thì Tô Thương không rõ lắm, anh không nhớ rõ rốt cuộc năm đó đã có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn Vương Dương Minh sẽ biết, ông ấy đã nói mấy ngày nữa sẽ đến tìm mình, nhất định mình phải hỏi cho rõ mới được. Sau khi quyết định xong, Tô Thương liền không nghĩ nhiều nữa, cứ chờ Vương Dương Minh tới rồi nói sau. Tô công tử, những lời tôi nói đều là sự thật chứ không phải đang lừa cậu đâu. Lưu Cự Lộc nói tiếp, bây giờ tầng thứ 5 của tháp lưu ly 9 tầng đang ở ngay dưới núi Ba. Cậu là con cháu nhà họ Tô thì chắc cũng phải biết chuyện về tháp lưu ly 9 tầng, tôi đoán chắc chắn cậu sẽ thấy hứng thú với tầng thứ 5 tháp hư không, cho nên mới lấy nó làm lý do để con gái tôi mời cậu tới đây. Lưu Cự Lộc tiếp tục nói, năm đó người kia nói nếu chưa có cơ duyên thì không ai được vào tầng 5 cả. Bây giờ hơn 100 đã trôi qua, Tô công tử, tôi không biết chắc cậu có thể đi lấy tháp lưu ly 9 tầng được không? Lưu Cự Lộc bổ sung. Ông không cần quan tâm đến chuyện này. Tôi sẽ đến núi Ba, nhất định phải lấy được tầng thứ 5. Tô Thương hỏi Lưu Cự Lộc, Lưu gia chủ, lúc trước Lưu Sở Điềm nói ông có chuyện muốn nhờ tôi, có phải là muốn tôi đi lấy lại núi Ba giúp ông không? Nếu Tô công tử đã phát hiện ra thì tôi cũng không giấu giếm nữa. Lưu Cự Lộc hơi xấu hổ nói, nhà họ Lưu chúng tôi là đời sau của Hoàng Thất,
từ xưa tới nay núi Ba vẫn luôn thuộc về nhà họ Lưu. Nhưng bây giờ sản nghiệp mà tổ tông để lại đã bị người ngoài chiếm đoạt, gia chủ đời này như tôi lại là một tên vô dụng, hai. Lưu Cự Lộc thở dài nói, không có cách nào cả, Tô công tử, tôi không thể làm gì khác hơn nhờ cậu giúp đỡ, hy vọng cậu nể mặt Lưu Sở Điềm và con rể Vương Phú Quý của tôi mà giúp nhà họ Lưu một tay. Ha ha, Tô Thương nghe vậy thì bật cười, lạnh nhạt nói, tôi có thể giúp, nhưng sau khi thành công, tất cả những thứ ẩn chứa linh khí trên núi Ba ví dụ như đá năng lượng hay dược liệu đều phải thuộc về tôi. Chuyện này, Lưu Cự Lộc nghe vậy thì do dự mấy giây mới cắn răng nói, cũng được, dù sao chúng tôi cũng không cần dùng đến mấy thứ đó. Bây giờ nhà họ Lưu chúng tôi chỉ toàn cổ võ giả. Chỉ là hy vọng Tô công tử có thể để lại một ít đá năng lượng, mấy đứa con trai của tôi toàn là kẻ vô dụng, sợ rằng sẽ phải giao gánh nặng tương lai của nhà họ Lưu cho con rể Vương Phú Quý rồi. Lưu Cự Lộc nói, nó là người tu chân. Để lại một ít đá năng lượng có thể để nó nâng cao thực lực. Cái này không cần phải nói, Vương Phú Quý là anh em tốt nhất và là người bạn duy nhất của tôi sẽ không bạc đãi cậu ấy. Tô Thương lạnh nhạt nói. Như vậy thì tôi yên tâm rồi. Đi thôi, Tô Thương đột nhiên mở miệng nói. Hả, Lưu Cự Lộc ngây ngẩn, nghi ngờ hỏi, Tô công tử, đi đâu? Núi Ba, Tô Thương nói. Lưu Cự Lộc vô cùng khó hiểu, ặc. Bây giờ đi núi Ba làm gì? Dĩ nhiên là lấy lại núi Ba cho nhà họ Lưu rồi. Tô Thương khẽ cười nói. Cái gì? Lưu Cự Lộc cực kỳ kinh ngạc, sau đó cười khổ nói, Tô công tử, có khi cậu vẫn chưa biết. Núi Ba là một ngọn núi nổi tiếng chính thống được đăng ký, giới luyện võ có quy định là không ai được công khai cướp mấy ngọn núi nổi tiếng chính thống đó, nếu không sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ giới luyện võ. Lưu Cự Lộc nói tiếp. Muốn lấy lại núi Ba chỉ có thể thông qua cuộc thách đấu với các ngọn núi nổi tiếng, nếu đánh bại chủ nhân bây giờ của núi Ba thì có thể chiếm lấy núi Ba một cách hợp lý rồi. Ta biết chuyện này, nhưng chỉ sợ cuộc thách đấu với các ngọn núi nổi tiếng năm nay sẽ không được tổ chức như thường lệ đâu. Tô Thương nói, huống chi chúng ta không công khai, mà chỉ lặng lẽ đi vào, ta thu phục cao thủ trên núi Ba là được mà. Trên núi Võ Đang, Lan Diệu Y có đá tà linh. Lại muốn thả tử khí trong đá tà linh ra. Mặc dù đá tà linh đã Tô Thương phong ấn, nhưng nó vẫn là một tai họa ngầm. Còn cả lão độc vật Lâm Uyên nữa, không biết lão già này đang có âm mưu quỷ quái gì, không đề phòng không được. Ngoài ra, sau khi đại hội võ thuật trăm tông phái kết thúc, giới luyện võ sẽ phải thay đổi, Tây Môn Phong Vân lại lắm dã tâm, ông ta sẽ thật sự để quán quân của đại hội võ thuật trăm tông phái làm chúa tể giới luyện võ sao? Chắc chắn thập đại cổ tộc sẽ tới núi Võ Đang, bọn họ sẽ trơ mắt nhìn giới cổ võ phát triển theo chiều hướng tốt sao. Nói tóm lại, đừng thấy bây giờ Võ Đang gió êm sóng lặng, nhưng có khi đại hội võ thuật trăm tông phái kết thúc chính là một tín hiệu, ai cũng không chắc chắn được đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên Tô Thương định đến núi Ba ngay bây giờ để thu phục núi Ba, thuận tiện lấy thêm một ít đá năng lượng nữa. Bởi vì anh có cảm giác mình sẽ rất khó để lên được trúc cơ, số đá năng lượng trong nhẫn chữ vật chưa chắc đã đủ dùng, phải dự trữ thêm mới yên tâm. Sau khi Lưu Cự Lộc kinh ngạc một lát mới gật đầu nói, được, Tô công tử, cứ làm theo ý của cậu đi. Bây giờ tôi sẽ về thủ đô thông báo cho lão tổ tông nhà tôi, để ông ấy đi núi Ba cùng cậu. Mặc dù năm đó lão tổ tông nhà tôi bị thương nặng, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục, nhưng vẫn có thực lực thần tông. Thêm một người sẽ có thêm một phần thắng. Lưu Cự Lộc nói. Không cần, chuẩn bị một chiếc trực thăng, ông đi với tôi là được. Tô Thương thúc giục, ngày mai tôi còn phải về tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái, không có nhiều trực thăng, ông đi chuẩn bị trực thăng luôn đi. Được rồi. Lưu Cự Lộc gật đầu một cái, cuối cùng quyết định giao tài sản tính mạng của mình cho Tô Thương, vội vã rời khỏi phòng. Chủ nhân. Ngài thật sự muốn đi núi Ba bây giờ sao? Ali dò hỏi. Núi Ba cách nơi này cũng không xa, ngồi máy bay mấy giờ là có thể đến, bây giờ xuất phát thì tối nay sẽ có thể trở về, không ảnh hưởng đến trận đấu. Tô Thương cười nói, tôi cũng muốn đi xem có phải ở dưới núi Ba có tầng thứ 5 của tháp hư không hay không, chúng ta đi cùng nhau sẽ không có vấn đề gì. Ali nghe vậy cũng không nói gì thêm. Không lâu sau. Lưu Cự Lộc đã xuất hiện lần nữa, dẫn Tô Thương và Ali ra khỏi phòng.
sau đó ba người liền ngồi trực thăng bay lên tận trời, đi về hướng núi Ba. Cùng lúc đó, núi Võ Đang, hiện trường đại hội võ thuật trăm tông phái. Phật tử Vô Cơ chiến đấu với Tây Môn Long Ngâm, sắp kết thúc rồi. Vô Cơ, không ngờ cậu 3 năm không tu luyện Phật Pháp, nhưng thực lực bây giờ vẫn cường đại như trước. Tây Môn Long Ngâm có chút chật vật, lau vết máu ở khóe miệng, nhẹ nhàng cười nói, nếu lại cho cậu 3 năm nữa, chỉ sợ tôi thật không phải đối thủ của cậu. Không chỉ có tôi, ngay cả vương giã của Võ Đăng, cũng không chịu nổi Phật Pháp của cậu. Đáng tiếc quá, trên thế giới này không có nếu, suy cho cùng cậu đã lãng phí quãng thời gian 3 năm. Tây Môn Long Ngâm cười lắc đầu, ngược lại hỏi, Phật tử, cậu có từng hối hận sống uổng khoảng thời gian 3 năm kia không? A-di-đà Phật. Vô Cơ cũng có chút chật vật, chắp tay trước ngực nói, Long Ngâm thí chủ, vạn sự đều có nhân quả. Bần tăng vì tình vây khốn, đây là nhân, tu vi đình trệ 3 năm, đây là quả. Vô Cơ bình đạm nói, chính mình gieo nhân, phải tự mình gánh lấy hậu quả, có gì phải hối hận chứ? Ha ha! Tây Môn Long Ngâm nói, tuy nhiên, cậu vì thế mà bỏ lỡ đại hội võ thuật trăm tông phái đệ nhất danh, thật sự không chút tiếc nuối sao? Không! Vô Cơ lắc đầu nói, Long Ngâm thí chủ, cậu cũng si mê yêu thích một người, hẳn sẽ hiểu rõ cảm giác này. Tình yêu khiến người mù quáng, khiến người điên cuồng, trên con đường tình yêu, không có đúng sai, lại càng không có cái gọi là hối hận, hết thảy đều là sự an bài tốt nhất. Vô Cơ, cậu sai rồi. Tây Môn Long Ngâm nghe vậy, khẽ cười nói, trong lòng tôi chỉ có thực lực và địa vị, bất kể trong quá khứ, hiện tại, hay tương lai, thứ tôi theo đuổi, một là sức mạnh không ai địch nổi, hai là quyền lợi chí cao vô thượng. Còn về Lan Diệu Y, ha ha, say mê cô ta, chẳng qua là tôi giả vờ mê hoặc thế nhân mà thôi. Tây Môn Long Ngâm nhỏ giọng nói, một người ấy mà, không thể không có nhược điểm, không thể không có chỗ yếu hại. Lan Diệu Y, chính là nhược điểm mà tôi giả vờ tạo ra, ha ha, mọi người đều cho rằng, tôi đau khổ theo đuổi cô ta nhiều năm, sẵn sàng vì cô ta từ bỏ tất cả. Tây Môn Long Ngâm lắc đầu, nghiền ngẫm cười nói, đáng tiếc, trong lòng ta, cô ta ngay cả một con chó cũng không bằng. Nói xong, Tây Môn Long Ngâm nhìn Phật tử Vô Cơ, muốn nhìn biểu cảm của đối phương một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 41.